Rồi, xin mọi người chúng ta sẵn sàng trở vào trong nhà thờ chúng ta nghe giảng. Đêm nay sẽ đông hơn là hai đêm trước, nên bởi vậy xin những ai ngồi những đầu ghế có thể dồn vô một bên để các anh chị em khác họ đến sau họ có vô, họ ngồi với chúng ta nữa. Xin mời quý cụ, quý ông bà, các anh chị chúng ta vào trong để chuẩn bị cho giảng nhé. Chúng ta kéo dài giờ ăn quá thì chúng ta sẽ về trễ thôi. Ai còn đang ăn ở bên ngoài, xin mau mau vào bên trong. Hôm nay ngày cuối cho nên giáo sứ đãi quý bà chị em hậu hĩnh quá. Sau si giảng tiếng tâm, con sẽ đãi cả tất cả mọi người đi ăn nhà hàng steak nhá. Mỗi người một miếng steak thật lớn. Cho phó một tràng pháo tay đi. Nhưng mà hẹn cha hôm khác phải không? Hẹn cha hôm khác. Dạ. Yeah. Vậy. Rồi, thưa quý bà anh chị em, con có hai điều xin gửi đến quý bà anh chị em. Thứ nhất là cảm ơn quý bà anh chị em rất là nhiều trong những ngày qua đã kiên nhẫn tới đây, rồi các anh chị em ở những giáo xứ khác gọi là không biết tiếng Việt ngày hay nói là cái gì, fan cứng đó, fan cứng của cha giảng tiếng tâm đây, ở những giáo xứ khác cũng tới nữa, có nghĩa là thấy danh tiếng của ngài. Rồi chúng ta thấy ở YouTube ở trên đó, rồi trang mạng Facebook của ngài cũng vậy, nhờ connect vào trong cái trang mạng Facebook của ngài mà rất nhiều người đang theo dõi. Cảm ơn các quý vị đang theo dõi chương trình hôm nay giảng tiếng tâm tại giáo xứ của chúng tôi, Đức Mẹ Lộ Đức tại Seattle. Cảm ơn quý vị qua cha Linh mà chúng ta quý vị biết được giáo xứ chúng tôi. Và thưa quý ông bà anh chị em, trong mấy ngày qua chúng ta thấy cha giảng hay không? Hay thì vỗ tay lớn nào. Và chắc chắn là sẽ có những chi phí trong những ngày giảng tiếng tâm vừa qua. Nên bởi vì chúng con rất cảm ơn quý bạn chị em. Trong hai ngày qua chúng con có để cái thùng ở phía dưới. Quý bạn chị em có người hảo tâm đã bỏ những sự đóng góp ở trong đó. Hôm nay con xin một cách gọi là trực tiếp xin kêu gọi điều đó tiếp tục thực hiện. Nếu ai chưa làm hay ai đã làm rồi thì có thể làm tiếp, bỏ những sự đóng góp của quý ông bà anh chị em vào trong cái thùng đó để chi phí những trang trải những chi phí cho cái ba ngày tĩnh tâm của chúng ta vừa qua. Và thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta cũng biết rằng cha Linh là người của nhà dòng, nên bởi vậy những gì mà món quà mà giáo xứ của chúng ta trao cho ngài, chúng ta gọi là thù lao đó, nhưng mà chẳng xứng đáng gì đâu. Thì tất cả những cái điều đó ngài lại đem về cho nhà dòng, nên quý bạn chị em hiểu được điều đó. Và thêm một điều nữa, thưa quý bạn chị em, con thấy quý bạn chị em mấy ngày qua để những cái ý cầu nguyện trước xương thánh của Đức Giám mục John Newman, và nếu quý bạn chị em có những cái sự gọi là đóng góp về hiện kim thì ngài cũng sẽ đem những gì hiện kim mà quý bạn chị em muốn khấn về đền thánh John Newman ở bên Philadelphia. Dạ, để vậy quý bà anh chị em hiểu rằng những sự đóng góp của quý bà anh chị em về vật chất cũng giúp để có thể cho bảo tồn những gì mà ở nơi đó đang để xác thánh của ngài. Mà con hy vọng rằng quý bà anh chị em giáo xứ của chúng ta, sau khi ngày đầu tiên nghe cha nói cái là nhiều người đã nói cha tổ chức đi qua hành hương bên đó đi cho tụi con đi với, hy vọng rằng có thể từ giờ đến cuối năm có thể thực hiện một chuyến hành hương sang bên đó ha. Dạ. Rồi. Vâng, đó là hai điều mà con xin quý bà anh chị em nhé, làm thực hiện điều đó. Và sau khi ngài kết thúc bài chia sẻ của ngài hôm nay, con sẽ có đôi lời để cảm ơn ngài sau. Cảm ơn quý bà anh chị em. Xin cảm ơn cha, cảm ơn toàn thể quý bà và anh chị em. Như cha nói, chúng ta đến nghe tiếng tâm là một chuyện, nhưng mà chúng ta nghe tới Thánh John Newman, phải không? Cho nên ngài rất là thiêng, ngài đến đây để thăm giáo xứ của chúng ta.
Và quý bạn chị em biết, khi mà nói tới Thánh John Newman thì người ta nói tới sự thánh thiện. Bởi vì trong thánh lễ đầu tiên của Ngài, Ngài xin Chúa rằng: lạy Thiên Chúa yêu dấu của con, xin ban cho con sự thánh thiện. Nếu quý bạn chị em có xin Chúa điều gì ngang với lời truyền cầu của Ngài thì hãy xin Chúa sự thánh thiện. Bởi vì rõ ràng bây giờ chúng ta đang lo lắng nhất là cái sự thánh thiện, phải không? Của gia đình mình, của con cái, vợ chồng mình. Thì hãy xin Chúa sự thánh thiện, rồi những ơn khác Ngài sẽ ban cho sau. Bởi vì cái sự thánh thiện chẳng là gì khác, đó là lòng yêu mến Thiên Chúa của chúng ta, tin tưởng ở Ngài một cách tuyệt đối. Đấy. Vậy thì bây giờ để bắt đầu giờ chia sẻ này, giờ chúng ta hát với nhau cái bài này ha. Hai hôm trước nói với quý bạn chị em nhiều điều có lẽ làm cho quý bạn chị em run rẩy sợ hãi, phải không? Rồi cảm thấy cái gì đó nó rất là nặng nề. Hôm nay chúng ta nói về niềm vui. Niềm vui để chúng ta thấy rằng ý nghĩa cuộc sống của chúng ta, những cái gì mà chúng ta đang mang vác ngày hôm nay đây, thực sự nó là một niềm hy vọng, là một niềm vui cho chúng ta nếu chúng ta biết cách. Đấy, vậy thì hôm nay cái bài hát con chọn đó là niềm tự hào của tôi là thánh giá của Chúa. Và bài này các sơ đã hát trong kỷ niệm 350 năm đó của dòng bến thánh giá, mà là một bài hát rất là hay. Giờ đây xin quý ông bà chị em hát luôn nha.
không quý bà anh chị em? Chúng ta có thấy tự hào về thập giá của Chúa không? Tự hào không? Tự hào quá đi phải không ông? Đúng rồi. Bây giờ chúng ta có tự hào về thập giá của chúng ta không? Chúng ta có tự hào thập giá của chúng ta không? Bảo, nô lạy Chúa tôi. Niềm tự hào của tôi là thánh giá Chúa tôi. Niềm tự hào của chúng ta, vinh quang của thập giá Chúa chúng ta. Bởi vì nơi thập giá Chúa chúng ta đã chiến thắng rồi. Kính thưa quý bà và anh chị em. Và đó là một niềm hy vọng rất lớn lao cho chúng ta. Và đôi khi gần chùa còn bụt bằng em, cho nên mình quen quá, mình không còn cảm nhận được sức mạnh của thập giá Chúa chúng ta nữa. Và cái điều tệ hơn đó là chúng ta luôn luôn tách cái thập giá của mình ra khỏi cây thánh giá của Chúa. Cho nên chúng ta mới mệt mỏi, mới nặng nề như vậy. Kính thưa quý bà và anh chị em, không có gì có thể cứu độ linh hồn của chúng ta, ban sức mạnh cho tâm hồn của chúng ta bằng nơi cây thập giá của Chúa chúng ta. Cho nên việc làm đầu tiên, con xin mời gọi quý bà và anh chị em đó là về nhà mình. Nếu trong nhà mình có một cây thập giá của Chúa trong nhà, thì hãy lấy xuống, lau chùi cho sạch sẽ đi. Bởi vì lâu lắm rồi, chúng ta đã quên mất cây thập giá trong gia đình của chúng ta. Đã lâu lắm rồi, chúng ta không còn nhìn lên thập giá của Chúa nữa, nhìn lên thánh giá của Chúa nữa, mà chúng ta cứ ôm lấy cái thập giá cuộc đời chúng ta rồi. Cho nên chúng ta mới đau khổ như vậy, chúng ta mới mệt mỏi như vậy. Bởi vì nơi thập giá của Chúa, nơi thánh giá của Chúa có một sức mạnh kỳ diệu. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, cuộc sống của chúng ta hôm nay, như chúng ta kinh nghiệm, phủ đầy thập giá. Ai cũng có những cái thập giá lớn, thập giá nhỏ của đời mình hết. Và chúng ta có thập giá là bởi vì sao? Bởi vì chúng ta dám chọn Chúa, chúng ta trung thành với luật của Chúa và tình yêu của Ngài, cho đến những đau khổ của chúng ta nó trở thành thập giá cho chúng ta. Chứ nếu mà chúng ta cứ sống như những người ngoài đời kia kìa, không thích thì ly dị, việc gì phải chịu đựng nhau, phải không? Thì cái chịu đựng đó là thập giá đấy. Những đau khổ mà chúng ta đang phải đối diện đây này, nếu mà chúng ta cứ sống như những người không có đức tin, thì quý bà chị em chẳng gì phải đau khổ cả. Phải không? Việc gì mà phải sinh 5-6 đứa con làm gì cho nó mệt vậy? Sinh 2 đứa thôi rồi ngừa thai, cho nó thoải mái, trốn thuế đi cho nó thoải mái. Sống như những người không có đức tin vậy thì sẽ dễ dàng lắm. Nhưng mà chúng ta cảm thấy bức bối trong cuộc đời của mình, những đau khổ mà mình không sống tự do được, là bởi vì tình yêu mến Chúa, bởi vì chúng ta muốn trung thành với luật của Chúa. Đơn giản lắm, một ngày Chủ nhật mình đâu có muốn đi lễ, nằm phờ râu ra đó, ngủ cho nó sung sướng, đi lễ làm cái gì? Thì đó cũng là một thập giá nho nhỏ đấy. Mà những cái thập giá đó chúng ta có là bởi vì chúng ta yêu thương Chúa, chọn luật của Chúa, trung thành với Chúa, tình yêu của Chúa. Như vậy thì những thập giá mà lớn nhỏ quý bà anh chị em đang mang vác trong đời là cái gì đó rất quý giá. Rất quý giá và rất, rất có giá trị. Nhưng bởi vì mình không nhận ra, cho nên đôi khi mình cứ kéo lê nó thôi. Mệt mỏi lắm, mệt mỏi của mình lây qua mệt mỏi cả người trong gia đình của mình nữa. Và nếu như không có thập giá, kính thưa quý bảo và anh chị em, chúng ta không có thập giá trong đời của chúng ta, ma quỷ nó bẻ cổ chúng ta dễ lắm. Nhưng mà chính nhờ thập giá, chính nhờ những đau khổ, chính nhờ những bế tắc trong đời, mình mới biết lạy Chúa, con chả là gì cả, con chạy đến với Chúa. Và khi chúng ta chạy đến với Chúa như vậy thì sao? Ma quỷ nó không làm gì được mình hết. Đấy, nhưng mà thực sự là ma quỷ mỗi ngày nó vẫn đang rình rập chúng ta. Nó cám dỗ chúng ta giống như là ba cơn cám dỗ mà tối hôm qua chúng ta chia sẻ với nhau đấy. Cám dỗ thứ nhất là cái gì? Là gì cơ? Là xác thịt của mình đây. Xác thịt và sự kiêu ngạo của chúng ta. Cám dỗ thứ hai khốc liệt hơn đó là cám dỗ về tham lam, tự hào, tự đắc. Và cám dỗ thứ ba là cám dỗ về cái gì? Về chính niềm tin của chúng ta. Và Chúa của chúng ta đã thắng rồi. Chúa của chúng ta đã thắng nó bởi vì Chúa nhận ra cái âm mưu thâm độc của nó. Đấy, vậy thì kính thưa quý bà và anh chị em, Chúa của chúng ta đã chiến thắng sự dữ chính nhờ đau khổ và thập giá. Để làm gì? Bởi vì Thiên Chúa của chúng ta, Ngài đâu có cần phải chịu đau khổ như vậy trên thập giá đâu. Ngài chịu như vậy là vì cho chúng ta.
Và nếu như Ngài đã chiến thắng như vậy thì chắc chắn chúng ta cũng có khả năng chiến thắng. Và cái chiến thắng của chúng ta ngày hôm nay đó là chúng ta phải kiên nhẫn và chấp nhận cái thập giá hiện tại của chúng ta đây này. Mình sẽ chiến thắng khi mình kết hợp, mình gắn kết cái đời sống của chúng ta, những đau khổ của chúng ta với chính thánh giá của Chúa. Thì nơi đó quý bạn chị em sẽ có cơ hội để thể hiện chính cái lòng yêu của chúng ta, tình yêu của chúng ta với chính Thiên Chúa của chúng ta nữa. Bởi vì Thiên Chúa của chúng ta đau khổ như vậy trên thập giá, mình không thể nào mà bình chân như vậy được. Phải không? Một Thiên Chúa ngày hôm nay bị người ta xúc phạm, không còn cái gì cả. Không lẽ chúng ta cứ mặc kệ sao? Và nếu như vậy thì tình yêu của chúng ta dành cho Thiên Chúa của chúng ta ở đâu? Như vậy thì ít nhất những gì chúng ta đang đối diện đấy, nó làm cho chúng ta hiểu được Ngài và kết hợp những cái đau khổ của chúng ta với Ngài, và ngang qua đó Thiên Chúa sẽ thành hóa. Có một câu chuyện người ta kể như thế này. Đó là hôm đó người thợ gốm, ông ta là một người thợ gốm rất nổi tiếng trong cái làng đó. Và hôm đó ông ta đi ra đường thì ông ta thấy một cục đất sét. Nó nằm lăn lóc giữa trời nắng chang chang, khô hạn như thế, chẳng ai để ý đến nó cả. Người đi qua, kẻ đi lại, đá qua đá lại. Nhưng mà bởi vì ông ta là thợ gốm, cho nên ông ta có cái con mắt tinh thường của người thợ gốm. Ông ta biết cục đất sét này có giá trị. Cho nên ông ta đã mang cục đất sét này về, bỏ vô trong một thau nước lạnh. Quý bạn chị em thử nghĩ xem, cục đất sét nằm ngoài đường, nằm dưới trời nắng chang chang như thế, nó khô ran, khô co cả người vào. Bây giờ nó được vào trong một cái thau nước lạnh, nó sung sướng không? Wow, thiên đàng là đây, phải không? Nó nở ra, nó nảy nở ra bởi vì một cục đất sét mà được thấm nước vào mà. Hạnh phúc quá trời ơi, ông thợ gốm ơi, ông là một Thiên Chúa tốt lành, yêu thương. Ông thợ gốm làm sao? Chỉ cười thôi. Và khi nó đã mềm ra rồi, nó đã hạnh phúc đến tuyệt vời rồi, ông bắt đầu lấy nó ra và bắt đầu nặn. Béo chỗ này một chút, xẻo chỗ kia một chút. Ôi, ông làm cái gì vậy? Sao mà khó chịu vậy? Ông thợ gốm cũng chỉ cười thôi. Và cứ thế mỗi ngày ông ta bắt đầu nặn, càng nặn thì nó càng đau. Và cuối cùng nặn nó thành hình một cái ly. Lúc đó nó cũng chưa hiểu là chuyện gì xảy ra cả. Và thế là ông bắt đầu bỏ nó vô trong một lò nung. Trời nắng chang chang ở ngoài kia, cái nhiệt độ ngoài trời với nhiệt độ ở trong cái lò nung, nhiệt độ nào ghê gớm hơn? Ông ơi, ông là ai vậy? Ông là một Thiên Chúa tốt lành hay ông là một hung thần vậy? Tại sao ông để cho tôi đau khổ như thế này? Thà ông để cho tôi ở ngoài trời nắng chang chang kia còn hơn. Ông mang tôi về, ông cho tôi hạnh phúc một chút trong cái thau nước. Bây giờ ông nặn, ông béo, ông làm đủ các thứ trò. Rồi bây giờ ông bỏ tôi vô lò nung như thế này, làm sao mà tôi chịu nổi? Và ông thợ gốm cũng lấy nó ra sau khi đã nung rồi. Ông thợ gốm nhìn vào nó và bảo, ô, chưa được. Ông ta đập ra, đập nát ra và lại tiếp tục bỏ vô trong cái thau, tiếp tục ngâm. Lần này ngâm thời gian phải dài hơn. Và cũng vậy, nó từ trong cái lò nung, nó được ra, bỏ vô một cái thau nước. Nó hạnh phúc quá trời ơi, tôi xin lỗi. Bởi vì bây giờ tôi mới biết ông là người tốt lành. Ông cũng cười và ông nói, chưa được. Và rồi làm gì? Khi nó đã mềm ra rồi, ông lại tiếp tục nung. Và cứ thế, đến một lúc nào đó, nó hỏi, nó nói, ông ơi, ông là ai vậy? Thực sự tôi rất là confused, bởi vì ông là một Thiên Chúa tốt lành hay là ông là một ác thần? Sinh chúng tôi ra, mang chúng tôi về, cho chúng tôi sung sướng một chút rồi để cho chúng tôi đau khổ đến tột cùng như thế này. Và lúc đó nó nói, thôi, mặc kệ ông muốn làm cái gì thì ông làm, tôi chịu hết nổi rồi. Và đó là lần sau cùng, ông lấy nó ra, vẽ cho nó những đường nét thật đẹp và trưng nó vào tù trà. Hôm sau ngày mùng 1 Tết, những người hàng xóm qua thăm nhìn thấy chiếc ly. Trời ơi, bác tìm đâu được một đồ cổ quý giá như thế này? Nó biết nó là ai không? Cái ly bây giờ nó biết nó là ai không? Kính thưa quý bạn chị em,
Nó biết chứ, nó biết nó chỉ là một cục đất sét ngoài đường thôi. Nhưng hôm nay nó đã trở thành một cái ly duy nhất trên trần gian này. Có 102. Đó là thân phận con người của chúng ta. Kính thưa quý bà và anh chị em, nếu chúng ta can đảm một lúc nào đó, chúng ta phải can đảm lạy Chúa, con tạ ơn Chúa về những thập giá cuộc đời của con. Con tạ ơn Chúa về những đau khổ mà Chúa gửi đến. Bởi vì chính những đau khổ này, con mới thấu nghiệm được cái lòng tốt lành, lòng thương xót, sự kiên nhẫn của Thiên Chúa đến như thế nào. Mỗi chúng ta là cục đất sét. Mấy chục năm rồi, Chúa nặn, Chúa béo, Chúa để nung, lấy ra đập bể, lại tiếp tục nặn. Và chúng ta đã gần thành một cái ly tuyệt vời rồi. Chắc chắn một ngày nào đó, chúng ta là những cái ly duy nhất được trưng trong tù trà trên thiên đàng. Và lúc đó cả thiên đàng vui mừng, cả thiên đàng nhìn vào, Chúa tìm đâu ở dưới trần gian một cái ông tuyệt vời như thế này. Và đây, đó cũng là cuộc đời của Thánh John Newman. Ngài đau khổ vô cùng, kính thưa quý bà và anh chị em, biết bao nhiêu những đau khổ nó đến trong cuộc đời của Ngài. Để rồi trong cái ngày mà Ngài làm giám mục, Ngài được chọn làm tổng giám mục của Tổng giáo vận Philadelphia, Ngài đã chọn một câu khẩu hiệu rất hay, đó là The Passion of Christ Strengthen Me. Cuộc khổ nạn của Chúa Kitô trở nên sức mạnh cho tôi. Một giám mục rất là nhỏ, nhỏ bé, Ngài thấp bằng con bằng size với Ngài, 5 feet 2. Quý bà anh chị em, các sơ đến đền thánh thì biết rồi. Ngài, bây giờ người ta để Ngài ở dưới cái tủ kiếng đó. Có nhiều người đến bảo, trời ơi cha, khi nào tụi con về cha thử nằm cha đo cái có bằng size. Ngài 5 feet 2, con cũng vậy. Ngài làm tổng giám mục của Tổng giáo phận Philadelphia năm 1850. Lúc đó Philadelphia, Tổng giáo phận Philadelphia là tổng giáo phận lớn nhất Hoa Kỳ. Cả cái tiểu bang Pennsylvania, nửa tiểu bang New Jersey và cả cái tiểu bang Delaware, một vùng rất rộng lớn. Ngài lấy sức mạnh ở đâu, một con người nhỏ thó như thế, để lo cho toàn dân như thế, lo cho dân của Chúa khắp cả một vùng rộng lớn như vậy. Ngài biết, để mà lãnh cái trách nhiệm làm giám mục không dễ dàng. Ngài biết chỗ để Ngài lấy sức mạnh. Cuộc đời của chúng ta hôm nay cũng vậy. Kính thưa quý bà và anh chị em, thập giá của chúng ta không bao giờ nhỏ đi nha. Nó sẽ càng ngày nó càng to ra, nó càng ngày nó càng nặng hơn. Chúng ta lấy sức mạnh ở đâu để đối diện với cuộc sống thực tế ngày hôm nay của chúng ta? Còn bằng không thì chúng ta cứ kêu thôi. Mà Chúa thì Chúa ban cho chúng ta không còn thứ gì cả. Đấy, cái ly là cuộc đời của chúng ta, cái cục đất sét này, bởi vì chúng ta từ bụi đất mà ra mà, thì Chúa đang huấn luyện. Cho nên hãy nhìn những đau khổ của mình, thập giá của mình ngày hôm nay, nơi đó Chúa đã hứng hết tất cả cho chúng ta rồi. Không có gì mà không có cái đau khổ nào của quý ông bà và anh chị em mà có thể lọt ra khỏi đau khổ của Thiên Chúa. Ai trong chúng ta ở đây đang bị phản bội, giơ tay cho con xem nào. Đấy. Có người giơ vậy. Con. Ai trong chúng ta đã bị một kinh nghiệm bị bắn đứng, nói cho con xem nào, giơ tay lên xem nào. Ai trong chúng ta đã có cái kinh nghiệm rằng bị người khác chối mình, những người thân yêu nhất của mình chối mình? Đây hả cơ? Đấy, ông, con. Kính thưa quý bà và anh chị em, chúng ta cứ nhìn vào hình ảnh của Chúa chúng ta thì tất cả những kinh nghiệm đau khổ của chúng ta hôm nay không lọt đâu ra khỏi tất cả những đau khổ mà Chúa đã đón nhận. Cho nên, thập giá, sự thất bại của kẻ thù linh hồn chúng ta. Nếu mà những tất cả những đau khổ của chúng ta, những bế tắc của chúng ta, những gánh nặng của cuộc đời chúng ta, mà chúng ta biết nhìn lên Chúa để thấy, lạy Chúa, con biết. Chúa biết con vô cùng, Chúa hiểu thấu con vô cùng, thì lúc đó sẽ khác. Còn bằng không đó, những đau khổ của quý ông bà anh chị em, ma quỷ nó sẽ lợi dụng, nó dìm mình xuống, nó làm cho mình không còn nhìn thấy Chúa đâu cả. Giống như cái cục đất sét vậy đó. Khi mà bỏ nó vô lò nung, nó đâu có biết được cái ý định của ông thợ gốm đâu. Nhưng mà ông thợ gốm, ông cũng không có trách nó, bởi vì ông biết lắm, nó giới hạn vô cùng. Dạ vâng. Đấy, kính thưa quý bà và anh chị em, cho nên thập giá của Chúa chúng ta, nơi đó là niềm tự hào của chúng ta.
là sức sống của chúng ta. Và đây, một con người rất cụ thể trước mặt của quý bạn chị em là Thánh John Newman. Ngài là một con người bình thường thôi mà Ngài đã trở thành vị thánh nam đầu tiên của nước Mỹ, bởi vì Ngài biết lấy sức mạnh từ chính thập giá của Chúa. Tất cả những đau khổ của Ngài đều kết hợp với thập giá của Chúa, cho nên cái câu khẩu hiệu giám mục của Ngài cũng nên trở thành câu khẩu hiệu của chúng ta. The Passion of Christ, cuộc khổ nạn của Chúa Kitô trở nên sức mạnh cho con. Bởi vì sao vậy? Sâu sắc hơn cả những đau khổ, đó là tình yêu Chúa dành cho chúng ta. Nếu mà chúng ta không yêu, chúng ta không chịu được như vậy đâu. Mà nếu chúng ta yêu, chúng ta sẽ hiểu Ngài. Và cái lạ lùng đó là khi người ta yêu thì tất cả những đau khổ không chi nhê gì cả. Cái vấn đề là chúng ta không yêu. Và cuộc sống của chúng ta nặng nề của cải vật chất đầy hết, không còn thiếu cái gì cả, nhưng mà thiếu mỗi cái quan trọng nhất là tình yêu. Cho nên chúng ta mệt mỏi. Còn đôi khi chúng ta chẳng có gì cả mà chúng ta có tình yêu. Mà quý mạng xem kinh nghiệm điều này những lúc chúng ta còn ở Việt Nam, phải không? Nghèo lắm nhưng mà thương nhau vô cùng. Cho nên hôm nay con đến con thăm một ông cố của cha giáo con ngày xưa. Ông nói: thưa cha, trong tám mối phúc tật, cái phúc mà phúc cho những ai, những con người nghèo khó, cha phải nói cho giáo dân biết. Bởi vì quả thực cha ơi, hôm nay sống trên đất nước Mỹ này, con mới thấy cái nghèo là một cái phúc. Cái nghèo là một cái phúc. Bởi vì khi người ta nghèo, người ta yêu thương nhau. Ngày hôm nay trong gia đình con đây này, con cái, cháu chắt, nó giàu có. Những đứa nào mà nó nghèo đó, nó thương bố mẹ nó hơn. Còn đứa nào mà nó giàu, nó chỉ lo đi làm thôi. Nó đi lo kiếm tiền thôi. Cho nên bây giờ con mới hiểu, cái nghèo là một cái phúc trả. Và hình như vậy, hình như ngày hôm nay chúng ta ở trên đất nước Mỹ này, bây giờ chúng ta nhìn lại, chúng ta thèm cái nghèo của Việt Nam. Nó nghèo nhưng mà nó ấm, phải không? Nó nghèo nhưng mà nó tình nghĩa. Ấy, cho nên kính thưa quý ông bà và anh chị em, Thiên Chúa yêu chúng ta. Chúng ta phải có tình yêu. Và khi chúng ta có tình yêu đó, thì những cái đau khổ trong cuộc đời của chúng ta, những bế tắc trong cuộc đời của ta, những thập giá của chúng ta rất là nhỏ. Vậy thì Chúa yêu chúng ta như thế nào? Và nơi thập giá của Chúa, Chúa nâng chúng ta lên như thế nào? Xin mời quý bạn xem cùng đứng và chúng ta cùng lắng nghe lời của Chúa. Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng Nicodemo rằng: không ai lên trời được ngoại trừ người đã từ trời xuống, tức là con người vốn ở trên trời. Cũng như Môi-se treo con rắn nơi hoang địa thế nào, thì con người cũng phải bị treo lên như vậy, để những ai tin vào người thì không bị tiêu diệt muôn đời. Quả thật, Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban con một của người, để tất cả những ai tin vào con của người thì không phải hư mất, nhưng được sống đời đời. Vì Thiên Chúa không sai con của người giáng trần để luận phạt thế gian, nhưng để thế gian nhờ con của người mà được cứu độ. Đó là lời Chúa. Niềm tự hào của tôi là Thánh Gia Chúa tôi. Niềm tự hào của tôi là vác Thánh Gia đi lên mỗi ngày. Một lần nữa hai chung. Niềm tự hào của tôi là Thánh Gia Chúa tôi. Niềm tự hào của tôi là vác Thánh Gia đi lên mỗi ngày. Rồi, xin mời quý anh chị em ngồi. Kính thưa quý bà và anh chị em, lời của bài hát nhắc cho chúng ta một điều quan trọng. Niềm tự hào của tôi là Thánh Giá Chúa tôi. Bây giờ quý bà anh chị em thử nhìn lại xem, niềm tự hào thực sự của mình trong đời sống hàng ngày đó là cái gì? Hả? Dạ. Trả lời thử xem. Dạ. Thật không? Dạ.
sợ muốn chết như bác này nói này. Ôi lạy Chúa thôi. Niềm tự hào của chúng ta là cái gì? Là cái nhà, là cái xe BMW, là cái chuyện thành công của con cái. Anh thanh niên nào mà lấy được một người vợ đẹp thì làm sao? Tự hào lắm, phải không? Mà cô nào đó mà lấy được ông luật sư hoặc là lấy được bác sĩ, tự hào lắm. Được mấy bữa? Được mấy ngày? Chúng ta thử nhìn thực sự cái cuộc sống hàng ngày của chúng ta xem. Trong cái kinh nghiệm thực tế của chúng ta xem, cái mà nó tạo cho chúng ta sức sống đó, mỗi ngày đó, là cái gì? Cái mà làm cho chúng ta tự hào, cái mà làm cho chúng ta lở mặt lở mày đó, là cái gì? Mình hát vậy thôi, chứ còn niềm tự hào của tôi là thập giá Chúa tôi, khó lắm kính thưa quý bà anh chị em. Cho đến bao lâu mà chúng ta kinh nghiệm được cái gọi là đau khổ đến tột cùng, kinh nghiệm mà chúng ta đụng phải bức tường của sự bế tắc, nơi đó không ai có thể cứu chúng ta được nữa, lúc đó chúng ta mới có thể kinh nghiệm được niềm tự hào của tôi là cái gì. Đấy, vậy thì kính thưa quý ông bà và anh chị em, chắc chắn một lúc nào đó trong kinh nghiệm con người của chúng ta sẽ hiểu được cái điều này. Niềm tự hào của tôi là thập giá Chúa tôi. Chúa phải để cho chúng ta đến một cái đoạn nào đó mình phải kinh nghiệm điều này. Không sớm thì muộn. Bởi vì ngang qua đó Chúa thanh tẩy cái đức tin của chúng ta, thanh tẩy cái nhìn, cái hiểu của chúng ta về một Thiên Chúa. Bởi vì nếu chúng ta không được thanh tẩy, không được biến đổi, thì sau này ra trước mặt Chúa chúng ta không nhận ra Ngài được. Phải không? Và chính trong cái đau khổ của chúng ta, nơi đó hai người mới biết yêu nhau đến như thế nào. Cũng như Môi-se treo con rắn nơi hoang địa thế nào, thì con người cũng phải bị treo lên như vậy, để những ai tin vào người thì không bị tiêu diệt muôn đời. Kính thưa quý bà và anh chị em, chắc chúng ta vẫn nhớ câu chuyện trong sách Dân Số mà mẹ giáo hội mời gọi chúng ta suy niệm trong ngày lễ suy tôn thánh giá. Câu chuyện đó được kể rằng hôm đó dân chúng đang vượt qua sa mạc, và bởi vì họ quá mệt mỏi, họ nản chí, cho nên người ta kêu trách Chúa và Môi-se thế này: tại sao các người dẫn chúng tôi ra khỏi đất Ai Cập cho chúng tôi chết trong hoang địa, không bánh ăn, không nước uống? Chúng tôi đã chán ngấy, đã nhàm chán cái thức ăn này rồi. Cái thức ăn này lúc đó là cái thức ăn gì vậy? Là manna. Câu chuyện này ngày hôm nay hình như được lặp lại. Đó là có những lúc trong cuộc sống của chúng ta cũng đã chán ngấy cái thức ăn trắng trắng này rồi. Phải không? Cho nên bây giờ người ta đâu thèm đi lễ nữa. Người ta lên rước lễ người ta có thấy gì đâu. Rước hoài mấy chục năm nay có thấy gì đâu. Đấy, đừng khôn hồn thì đừng có chán. Bởi vì giống như câu chuyện của dân Chúa đây, chúng tôi đã chán ngấy cái thức ăn nhàm chán này rồi, bởi đó Chúa cho rắn lửa bò ra cắn chết nhiều người. Khi chúng ta không có Chúa, chắc chắn ma quỷ nó cắn chúng ta. Và họ chạy đến thưa với ông Môi-se rằng: chúng tôi đã phạm tội vì chúng tôi nói những lời phản nghịch Chúa và phản nghịch ông. Xin ông cầu nguyện để cho chúng tôi khỏi rắn cắn. Ông Môi-se đã cầu nguyện cho dân, và Chúa phán cùng Môi-se rằng: ngươi hãy đúc một con rắn đồng và treo nó lên làm dấu. Kẻ nào bị rắn cắn mà nhìn lên con rắn đồng đó thì sẽ được sống. Và Môi-se đã làm đúng như lời Chúa nói. Ông đúc một con rắn đồng, treo nó lên làm dấu, để kẻ nào bị rắn cắn mà nhìn lên con rắn đồng thì được chữa lành. Khi suy ngẫm về cái đoạn lời Chúa trong sách Dân Số này, con hỏi tại sao Chúa không cho đúc cái con khác ta? Tại sao Chúa không cho đúc cái con chim bồ câu mà lại cho đúc con rắn? Tại sao Chúa không cho đúc cái con chiên đó? Phải không? Con chiên hoặc con gì mà nó quen với cái văn hóa của người Do Thái hơn, treo lên đó. Hoặc là giống như người Việt chúng ta là tại sao Chúa không đúc cái con chim bìm bịp nhỉ? Bởi vì quý bà anh chị em biết không, hồi con còn bé đó, cứ đi rình những cái tổ chim bìm bịp, bẻ chân nó, bẻ chân con nó. Bởi vì con chim bìm bịp nó có một cái thứ thuốc đó, mình bẻ chân con nó có cái thứ thuốc gì đó mà mấy ngày sau nó làm cho con nó khỏi. Thế là người ta rình, người ta biết cái tổ chim bìm bịp ở đâu, họ bẻ chân nó để cho mẹ nó đi lấy cái
đi lấy cái lá thuốc đó về mớm cho con nó, hoặc là chữa làm sao đó, rồi người ta lấy cái con chim đó về, người ta ngâm rượu người ta uống và khỏe lắm. Họ chữa xương, những cái gãy xương rất là nhanh. Thế vậy thì rõ ràng con chim bìm bìm nó có cái cách để mà chữa lành. Tại sao không đúc cái con chim bìm bìm bỏ lên đó ta? Hoặc là ngày hôm nay chúng ta thấy tại sao ngành y đó, người ta lại dùng cái con rắn đó quấn chung quanh một cái chalice đó, để làm biểu tượng. Chúng ta tự tìm hiểu xem sao. Có rất là nhiều lối giải thích khác nhau, nhưng điều mà chúng ta thấy ở đây đó là chính Chúa Giêsu đã dùng cái hình ảnh này trong sách Dân Số đây như một biểu tượng tiên trưng nói trước về hình ảnh cuộc khổ nạn của Ngài. Cũng như ông Môi-se treo con rắn nơi hoang địa thế nào thì con người cũng phải treo lên như vậy. Mà nếu Chúa treo lên cao là để làm gì? Để cho mọi người ai cũng phải thấy cả. Cho nên phải chăng như vậy mà chúng ta đi vào trong nhà thờ Công giáo nào cũng phải có một cây thập giá ở giữa. Và đó là biểu tượng của người Công giáo chúng ta. Cho nên như hồi nãy con xin quý bà anh chị em về nhà, nếu nhìn lên thập giá bàn thờ của mình, thập giá đã quá dơ rồi, mạng nhện bám đầy rồi, lấy xuống đi. Lấy xuống đi. Chúng ta thử tưởng tượng nếu ai đó chụp một tấm hình của chúng ta mà về họ để trong cái xó bếp. Khi chúng ta đến, chúng ta thấy cái hình của chúng ta người ta để trên gác bếp mà gọi là xấu xí như vậy, mình có vui không? Đương nhiên, nó chỉ là một cái vật biểu tượng thôi. Nhưng đó cũng là sự tôn kính của chúng ta dành cho Chúa chúng ta. Cho nên việc đầu tiên làm sau cái ngày tĩnh tâm này, quý bà anh chị em về, nhà ai chưa có thập giá, hãy mua một thập giá để trong nhà của mình. Và nếu ai đó đã trưng thập giá trong nhà của mình quá lâu rồi mà chẳng còn để ý gì cả, thì hãy lấy xuống, lau chùi cho sạch sẽ. Và hãy nhớ rằng đó, nơi đó, sức mạnh của chúng ta đấy. Đấy, vậy thì như ông Môi-se treo con rắn lên, mà con người cũng phải treo lên như vậy, để những ai tin vào Ngài thì không bị tiêu diệt muôn đời. Nếu câu chuyện của dân Chúa trong sa mạc vì kêu trách Chúa mà bị rắn cắn, thì có nghĩa rằng người ta kêu trách Chúa, người ta phạm tội. Và khi phạm tội có nghĩa rằng bị con rắn cắn, bị ma quỷ cám dỗ, bị ma quỷ làm cho sa ngã, thì chính Chúa Giêsu hôm nay Ngài cũng phải được treo lên như vậy, để những ai tin vào Ngài, nhìn vào Ngài, nhìn lên Ngài thì người đó sẽ được chữa lành. Có nghĩa rằng con rắn kia, như chúng ta biết rồi, biểu tượng của con rắn trong Kinh Thánh là gì? Là ma quỷ, là tên cám dỗ. Và con rắn kia là ma quỷ đã hoàn toàn thất bại khi nó tìm cách tiêu diệt con người. Nhưng hôm nay nơi thập giá của Chúa chúng ta, con người đã toàn thắng rồi. Chúng ta đã toàn thắng rồi. Chúng ta đã hoàn toàn có sức mạnh để chúng ta gánh vác những đau khổ, những bế tắc, những cái gì đó mà trong đời của chúng ta đang khiến cho chúng ta rất nặng nề rồi. Cho nên nhiều khi đó, kính thưa quý bà và anh chị em, vợ chồng với nhau, cha mẹ với con cái, anh chị em trong cùng cộng đoàn với nhau, hoặc bất kỳ một cái đau khổ nào đó mà chúng ta đang mang vác, đôi khi chúng ta không tin rằng chúng ta có sức để chúng ta vác tới cùng. Và khi không tin như vậy, nó làm cho chúng ta mệt mỏi. Còn nếu mà mình tin rằng không, lạy Chúa, con biết Chúa thêm sức cho con. Và vì Chúa, con sẽ vác. Và lúc đó chúng ta sẽ có một sức mạnh lạ kỳ lắm. Vậy thì chúng ta thấy gì khi chúng ta nhìn lên thập giá của Chúa vậy? Kính thưa quý bà và anh chị em, chúng ta nhìn lên thập giá của Chúa, chúng ta thấy gì? Nói một cách cụ thể hơn, chúng ta có ý thức gì khi chúng ta làm dấu thánh giá, ghi dấu thánh giá trên mình không? Thập giá của Chúa Giêsu có ý nghĩa gì với chúng ta không? Hay là như con nói, gần chùa gọi bụt bằng em, quen quá rồi, cho nên không thấy gì cả. Bây giờ chúng ta cứ thử tưởng tượng một ngày nào đó, nếu giả như một ngày nào đó, và hình như là người ta đã bắt đầu rồi, đó là người ta ra một chiến dịch hủy diệt, loại trừ thập giá của Chúa Giêsu ra khỏi những nơi công cộng, thì chúng ta có động đậy gì không? Một ngày nào đó giả sử như mà chính quyền này đi vô trong nhà của chúng ta mà thấy nhà nào treo thập giá là bị bắn chết, chúng ta có dám động đậy gì không? Hay là lúc đó chúng ta sẽ nói, ô, ai sao tôi vậy, chính quyền đã quyết định rồi thì ai làm được gì? Thôi thì yêu mến Chúa trong lòng thôi là đủ rồi. Kính thưa quý bà và anh chị em,
thực tế của cuộc sống, của cuộc sống hiện đại hôm nay, người ta đang cố gắng loại thập giá của Chúa ra khỏi cuộc sống của họ, ra khỏi sinh hoạt xã hội, nhất là ra khỏi những hình ảnh của công cộng. Và rõ ràng trong lịch sử của giáo hội đã có thời gian ai treo thập giá trong gia đình của mình, người đó phải chết. Hoặc là ai muốn sống thì bước qua khỏi thập giá. Chúng ta nhớ không? Câu chuyện của 117 các thánh tử đạo Việt Nam. Ai muốn sống phải bước qua khỏi thập giá. Hy vọng rằng chúng ta không gọi là không sống lâu đủ để chứng kiến các thánh tử đạo của thời đại mới ngày hôm nay. Mới đây thôi, hôm đó con đi giúp tín tâm ở bên Ottawa, Canada. Và sau đó có ghé Montreal để thăm một gia đình. Anh chồng làm pharmacist. Và anh ta nói rằng ngày hôm nay ở bên Montreal, người ta đã có luật cấm không cho các nhân viên quan chức cấp cao của nhà nước mang những gì là biểu tượng tôn giáo trên người của mình. Ví dụ như nếu chúng ta là một người làm trong City Hall, chúng ta không được đeo thập giá ở trên người mình, và đó là luật. Thế thì hôm đó trong cái tiệm pharmacist của anh ta có cây thập giá, và một người khách vô cự với anh ta nói rằng anh phải gỡ cái đó xuống, bởi vì luật của tiểu bang hôm nay không cho treo thập giá ở những nơi công cộng nữa. Và anh ta nói, vậy là mày không biết luật rồi. Đúng là có luật, nhưng mà luật đó là cấm những người công nhân viên chức cấp cao của tiểu bang không được đeo biểu tượng thập giá, không được đeo cái biểu tượng của tôn giáo của mình ở những nơi công cộng, hoặc là khi mà vào trong các văn phòng làm việc. Còn đây là cái pharmacist của tao, và đó là tôn giáo của tao, xin mời mày ra cho. Ngay đây thôi, Canada, Montreal. Và chúng ta thử nghĩ xem, ngày hôm nay cũng vậy, trong các trường public, người ta không cho treo thập giá nữa. Đấy, kính thưa quý bà và anh chị em, thập giá có quan trọng với chúng ta không? Mà tại sao thập giá lại quan trọng như vậy? Tại sao thập giá lại là biểu tượng của Kitô giáo chúng ta trong các nhà thờ Công giáo và Tin lành? Tại sao trong các gia đình chúng ta lại luôn luôn có một cây thập giá trên bàn thờ trong gia đình của mình? Tại sao chúng ta lại cảm thấy thiếu nếu mà vào một gia đình nào đó mà trên bàn thờ không có thập giá của Chúa chúng ta? Và nhất là đối với người Công giáo chúng ta nữa. Thập giá phải là thập giá có Chúa Giê-xu chịu đóng đinh trên đó. Thánh Phao-lô, người rao giảng bậc nhất của Chúa Kitô, Ngài đã không rao giảng về một Đức Kitô nào khác, mà Ngài rao giảng về một Đức Kitô chịu đóng đinh. 1/3 tin mừng Mát-cô và Mát-thêu nói về cái chết của Chúa Giê-xu. 1/4 tin mừng Lu-ca và 1/2 tin mừng Gioan nói về cái chết của Chúa Giê-xu. Còn chính Chúa Giê-xu thì sao? Chú có nghĩ gì về cái thập giá không? Quý bạn xem thử lục lại xem cái hình ảnh của mình có trong Kinh Thánh đó. Chú nghĩ gì về cái chết của Chúa? Mới 12 tuổi thôi, phải không? Vào trong đền thờ, bị lạc, Đức Mẹ đi tìm. Chú nói gì? Mẹ không biết là con phải làm việc nhà của cha con sao? Mẹ không biết là con phải thi hành thánh ý của cha sao? Và suốt hành trình rao giảng của Chúa Giê-xu sau này, Ngài luôn luôn hướng về cái sứ mạng Chúa Cha trao, và cái đỉnh cao nhất của sứ mạng đó là kết thúc cái chết đau đớn trên thập giá. Nhiều lần lắm, Ngài chia sẻ cái tâm tình đó với các môn đệ, nhưng chẳng có đứa nào hiểu cả. Thầy sẽ phải đi lên Jerusalem, người ta sẽ giết Thầy, và ngày thứ ba Thầy sẽ sống lại. Vừa nói như vậy thôi, hai tên khác bảo, Thầy ơi, mai mốt vào trong nước Thầy, cho con một đứa ngồi bên phải, cho con một đứa ngồi bên trái nhé. Thầy đang lo lắng, đang âu sầu về cái chuyện mà mình đang phải đối diện. Nó lại đi tranh ghế nhau, đứa nào cao, đứa nào thấp. Và đâu phải chỉ có hai người, mấy ông kia nghe thấy như vậy thì làm sao? Tức tối, ghen tương, ra mặt. Thế là Chúa nói sao? Ai làm lớn thì phải phục vụ anh em. Như con người đấy này, con người đến không phải để phục vụ, mà để hiến mạng sống mình, để cứu độ nhân loại. Không phải một lần, ba lần Chúa Giê-xu nói với các môn đệ như vậy, không ai hiểu gì cả. Kính thưa quý bà và anh chị em,
Và không chỉ có ngày xưa, bây giờ cũng vậy. Mỗi lần chúng ta đi tham dự thánh lễ là mỗi lần chúng ta rước lấy mình vào máu của Ngài. Mỗi lần chúng ta nhắc lại chính cái chết của Ngài trên thập giá. Và các thánh cũng vậy. Còn đố quý bạn chị em tìm ra một thánh nào mà không yêu mến thập giá của Chúa? Đa số các thánh, cái hình tượng của các thánh là có cây thập giá ở trên tay. Tại sao vậy? Tại sao Thánh Gioan Newman ngài lại có một cái kinh nghiệm rằng thập giá của Chúa Kitô, cuộc khổ nạn của Chúa Kitô trở nên sức mạnh cho tôi? Trở lại câu hỏi, chúng ta nhìn lên thập giá của Chúa kia, chúng ta thấy gì không? Hay là đơ ra, nhìn nó quá quen rồi chứ thấy nothing, it's terrible. Trở lại câu hỏi, tại sao lại là con rắn mà không phải là con khác? Con người phải treo lên để những ai tin vào người mà không bị tiêu diệt. Như con nói, rắn là biểu tượng của ma quỷ, rắn cám dỗ theo Kinh Thánh, và vì nó cám dỗ cho nên nó phải bị treo lên và nó phải bị lên án. Bởi vì tội lỗi ma quỷ gây ra cho con người và vì tội mà con người phải chết. Cho nên con người ở đây viết hoa đó, con người cũng phải bị treo lên để vì treo lên vì tội để làm gì? Để cứu họ. Nói theo ngôn ngữ của Thánh Phaolô trong thư gửi tín hữu Roma chương 8 câu 3 đó là khi sai chính con mình đến mang thân xác giống như thân xác tội lỗi chúng ta để đền tội chúng ta, Thiên Chúa đã lên án tội trong thân xác của con mình. Thiên Chúa lên án tội trong thân xác của con mình. Hay nói một cách khác, vì rắn cắn người ta cho nên rắn phải bị treo lên. Vì tội mà con người phải chết nên tội phải bị lên án. Vì tội mà con người phải chết nên con của Chúa phải chết như một tội nhân. Nói cách khác, theo ngôn ngữ kiếm hiệp đó, là Thiên Chúa của chúng ta dùng một chiêu rất tuyệt vời, lấy độc chi độc, gậy ông đập lưng ông. Chúa dùng cái chết thương đau của chính Ngài để nâng cái thương đau của chúng ta lên. Đúng rồi, gậy ông lại đập lưng ông. Ví dụ như cái gậy của ông đây này, phải không? Gậy của ông đây phải không? Ông phải cẩn thận nha, không kiểu có ngày đứa khác nó lấy cái gậy này nó đập vào lưng của ông. Ông hả? Đấy, Thiên Chúa dùng chính cái chiêu trò của ma quỷ, vì tội cho nên con người phải chết. Hôm nay Thiên Chúa dùng để triệt tiêu cái tội đó, thì con Thiên Chúa chết để cho chúng ta được sống. Vậy thì kính thưa quý bà và anh chị em, kẻ thù của linh hồn chúng ta đó là ma quỷ. Kẻ thù chung của chúng ta đó là ma quỷ. Phải nhớ điều đó. Và hoàn toàn, nó đã hoàn toàn thất bại vì chính qua cái chết của Chúa Giêsu mà Chúa đã chuộc chúng ta về cho Chúa Cha rồi. Tất cả mọi tội của chúng ta, ngay cả khi chúng ta chưa phạm, đã được trả rồi. Đã được trả bằng một giá rất mắc rồi, là chính con của Ngài. Bây giờ phần còn lại là chúng ta tin thôi. Chúng ta tin thôi. Lúc đó con còn ở đền thánh, thì có một anh homeless ở ngay đằng trước nhà thờ. Anh ta bằng tuổi con luôn, tên anh ta là Scott, và anh ta là người Do Thái. Anh ta trước đây đã từng làm cho City Hall của Philadelphia, nhưng bởi vì anh ta bị một cái tai nạn gì đó mà bị gãy xương sườn. Và sau đó bởi vì bị lậm vào cái thuốc giảm đau, và cuối cùng anh ta đã bị nghiện, và cuối cùng đã tan xa bại sản không còn gì cả, và phải trở nên một người homeless ở ngoài đường phố. Và bởi vì anh ta nghiện cho nên thỉnh thoảng anh ta cứ vào trong đền thánh, đi vào trong restroom để mà dùng cái kim để mà chích, rồi xả kim ra đó. Cuối cùng các cha đã quyết định là cấm không cho anh ta được vào trong đền thánh nữa, bởi vì anh ta vào đó khách hành hương họ tới mà. Bây giờ đền thánh mà lại vô trong restroom mà lại thấy cái kim chích trong đó thì ai mà dám vào nữa. Cho nên buộc lòng các cha không cho anh ta vào. Và rồi anh ta cứ ngất ngưởng ở ngoài đường phố như thế. Và những cái mùa đông khi lạnh, con phải ra con thăm anh ta. Nhiều khi mang chăn ra cho anh ta, nói chuyện với anh ta, rồi đưa anh ta đi ăn. Nhiều hôm con biết lắm,
đưa anh ta đi ăn xong chở anh ta về cái nhà trọ mà anh ta ở đó, thì con đi một đoạn con vòng lại xem sao, y như rằng có người khác đến để mà thu tiền của anh ta và đưa thuốc phiện cho anh ta. Biết lắm luôn. Thế là hôm đó anh ta bị diabetes, bị tiểu đường, và cuối cùng người ta phải gỡ mấy cái ngón tay của anh ta và cuối cùng gỡ luôn cả một cánh tay. Thì lúc đó anh ta đã rất là đau khổ và nằm trong bệnh viện. Và khi con tới, con thăm thì anh ta nói rằng: "Father, I'm afraid. I don't want to die." Anh ta nói là anh ta sợ quá, anh ta không muốn chết. Bởi vì nếu anh ta chết thì anh ta gặp Chúa sẽ như thế nào? Và anh ta là đạo Do Thái, người Do Thái. Thế là con nói với anh ta là: "Scott, đạo Do Thái với đạo Kitô giáo không có khác nhau lắm đâu. Chúng ta rất là gần nhau." Đó, mày thấy đó, tao với mày đâu có biết nhau đâu. Thế là anh ta nói là: "Đúng rồi, con không hiểu tại sao các cha khác đã không cho con vào trong đền thánh rồi, mà bây giờ cha vẫn cứ ra đây để mà cha thăm hỏi con, rồi cho con cái này, cho con cái khác. Why? Why you don't hate me like others?" Con bảo: "Không, Chúa dạy ta là ta phải yêu thương mày. Và bất kỳ cái gì ta làm cho mày, ta không làm cho mày, mà ta làm cho chính Chúa của tao." Thế là anh ta nói là: "I want to know that guy." Và anh nhất là anh ta nói rằng: Con sợ chết. Bởi vì biết bao nhiêu những tội lỗi mà anh ta đã phạm trong đời này. Con nói với anh ta rằng: "Scott, bây giờ đó, nếu mày tin vào Chúa, tin vào Chúa Giêsu, chỉ cần tin thôi thì Chúa sẽ tha hết mọi tội lỗi cho mày. Mày có tin không? Và nếu mày muốn á, thì tao sẽ rửa tội cho mày. Và khi mày tin như vậy thì Chúa sẽ tha hết mọi tội lỗi." Thế là anh ta bảo: "Yes, I want that." Thế là con nói anh ta: "Thôi bây giờ mày cứ nằm trong bệnh viện này, tao cho 2 ngày để suy nghĩ. 2 ngày sau tao vòng lại, nếu mày tiếp tục đồng ý thì tao sẽ rửa tội cho." Thế là anh ta nói: "Nhưng mà cha, nếu mà sau 2 ngày đó mà cha vòng lại mà con nói no no đó thì cha cứ làm nhá." Thế là hôm đó, sau 2 ngày sau thì con đã đến, con rửa tội cho anh ta. Và anh ta tin rằng, như lời con nói, nếu mày tin, chỉ cần tin thôi. Bởi vì whatever you do in your life, bất kỳ cái gì mà mày đã phạm trong đời này, máu của Chúa đã đổ ra để tha hết rồi. Chỉ cần tin thôi. Và cuối cùng anh ta đã trở lại đạo thực sự. Rồi người ta đã chuyển anh ta đến một cái rehab. Rồi sau đó cứ mỗi tuần con đến, con tập cho anh ta xưng tội. Rồi đưa 2 sơ nữa đến thăm anh ta rất là vui. Và hôm đó con nói: "Scott, trong giáo hội Công giáo hình như chưa có thánh homeless. Cho nên bây giờ mày phải cố gắng sống cho thánh thiện tốt lành để mà làm thánh homeless nhé." Cái là anh ta khóc, anh ta bảo: "Con mà cũng được làm thánh sao?" Con bảo: "Yes. Mà mày có biết ai là người homeless đầu tiên trong đạo Công giáo không? Đó là Chúa Giêsu. Như lời Chúa nói đó, con trời, con gì? Con chim có tổ, con chồn có hang, con người không có chỗ gối đầu. Vậy thì Chúa Giêsu là homeless đó, cho nên mày cố gắng nhé." Nhưng mà buồn một cái là sau này khi con đi khỏi Philadelphia thì không ai đến thăm anh ta nữa. Và bởi vì như con nói, anh ta là người thiết kế cái trang web và từng làm cho City Hall của Philadelphia. Thì khi con đi qua bên Washington DC rồi, thì có một lần anh ta gọi cho con, anh ta bảo: "Bây giờ tôi muốn làm một cái gọi là fund for me, đấy, ở trên mạng đó để mà fundraising cho anh ta, giúp anh ta để anh ta có thể trở lại với cuộc sống bình thường. Nhưng mà con nói bây giờ ta không còn giáo xứ nữa, nên ta không giúp được." Và rồi sau đó anh ta gọi cho con nhiều lần, nhưng mà cuối cùng anh ta đã cảm thấy bế tắc bởi vì không ai chìa tay ra giúp đỡ anh ta cả. Và anh ta đã kết thúc cuộc đời của mình. Đấy, kính thưa quý bà và anh chị em, chỉ cần tin thôi. Và con tin rằng trong cái yếu đuối của anh ta, cái đó là phần của Chúa. Nhưng mà ít nhất một thời gian anh ta đã biết Chúa. Đấy, vậy thì Chúa của chúng ta, Ngài đã chuộc chúng ta rồi. Ngài đã trả hết tất cả những cái gì đó mà tội lỗi của chúng ta có đến như thế nào đi chăng nữa, có thấm như vài điều thì tâm hồn của chúng ta cũng được trở nên trắng như tuyết. Cho dù chúng ta là ai, chúng ta đã làm gì, chúng ta đã phạm tội trọng nào và đã ra hư đốn như thế nào, thì thánh giá của Chúa chúng ta đã làm cho ma quỷ hoàn toàn thất bại rồi. Vấn đề còn lại là ở chúng ta thôi. Cho nên Thánh Phaolô trong một lần đến một thành phố vĩ đại và nổi tiếng là thành phố
Corinto, Ngài đã nói thế này: tôi không muốn biết đến chuyện gì khác ngoài Đức Giêsu Kitô mà là Đức Giêsu Kitô chịu đóng đinh trên thập giá. Và trong một lần khác, Ngài miêu tả đâu là sứ điệp rao giảng của Ngài, thì Ngài khẳng định rằng chúng tôi rao giảng một Đức Kitô chịu đóng đinh. Ở trong đây có hai sơ, dòng gì? Dòng mến thánh giá. Các sơ có dạy không mà đi mến thánh giá, phải không? Không mến cái gì lại đi mến thánh giá, mến cái đau khổ vậy? Sức mạnh ở đâu mà Chúa để cho Đức Giám mục Lambert lập ra một cái nhà dòng tồn tại gần 350 năm rồi? Kính thưa quý bà và anh chị em, và nhà dòng cứ càng ngày càng phát triển. Sức mạnh đó ở đâu ra? Sức mạnh đó ở đâu ra những con người tươi đẹp như thế này mà cả một cuộc đời sống cho cái đấng chịu đóng đinh trên kia? Đấy, rõ ràng là nơi thập giá của Chúa có một sức mạnh kỳ diệu mà chúng ta quên, chúng ta không để ý, cho nên chúng ta không có sức mạnh. Cho nên muốn có sức mạnh từ thập giá của Chúa và như thế nào, đến hỏi hai sơ. Đối với người dân thành Corinto, rao giảng về thập giá là một sự điên rồ, không có ý nghĩa gì cả. Nhưng Thánh Phaolô đã nói rằng sự điên rồ của Thiên Chúa còn hơn cả cái khôn ngoan của người đời, và yếu đuối của Thiên Chúa còn mạnh hơn cả cái mạnh mẽ của loài người. Ngay giữa chính trung tâm được xem là trí tuệ ấy thì thập giá như cớ vấp phạm cho con cái Israel và là sự điên rồ đối với dân ngoại, mà chẳng phải là thời của Thánh Phaolô. Và giữa thành trì khôn ngoan Corinto đâu, thập giá trở thành cái điên rồ, trở thành cái điên dại đâu, kính thưa quý bà và anh chị em. Nhưng ngay ngày hôm nay, sống trong thế giới hiện đại ngày hôm nay, tin mừng của Chúa Giêsu chịu đóng đinh trên thập giá vẫn còn là một sự điên rồ với hàng tỷ người, mà những con người này đang tàn lụi đi trên toàn thế giới này. Có ai nhận ra được rằng câu trả lời cho những vấn đề rất hệ trọng của thế giới hôm nay, của thời đại hôm nay, có thể tìm thấy không nơi đâu xa xôi mà ở ngay đó dưới chân thập giá không? Hôm nay chúng ta đứng dưới chân thập giá, nhìn lên thập giá của Chúa kia vào những ngày mùa chay này, và chúng ta cũng nhìn vào một thế giới đang rối ren, tàn khốc của chúng ta hôm nay. Chúa dường như muốn hỏi chúng ta rằng: những người khôn ngoan của các ngươi đâu? Những người khôn ngoan của các ngươi đâu? Các chuyên gia của các ngươi đâu? Đâu rồi những triết gia thông thái của các ngươi? Thiên Chúa lại không để cho sự khôn ngoan của thế gian ra điên rồ đó sao? Vậy thì chúng ta nghĩ xem, sự khôn ngoan của con người ngày hôm nay là cái gì? Sự khôn ngoan của con người hôm nay là vệ tinh, là internet, là wifi, là iPhone, iPad, iPad đủ loại, phải không? Chứ bao giờ con người ta hiện đại như ngày hôm nay. Lần vừa rồi ông Zelensky mà không nhờ cái Starlink của cái ông nào đó, là có thể ngăn úp Ukraine rồi. Đúng là không, chưa bao giờ nhân loại lại khôn ngoan như hôm nay. Nhưng mà cái nguy hiểm không kém là những gì con người hãnh diện về sự khôn ngoan ấy dường như đang giết mòn linh hồn của con người ta. Quý bạn xem biết rõ hơn con. Sự khôn ngoan của con người hôm nay là gì? Là bom nguyên tử, là bom sinh học, là đủ các loại vũ khí giết người. Sự khôn ngoan của con người hôm nay ở đâu khi tự do đến mức độ ai muốn có súng thì cứ tự do, để rồi chỉ vì ham săn bắn, giấu súng trong nhà mà đứa con của mình nó lấy ra, nó đến trường, nó làm một loạt các bạn của nó. Cho nên hôm nay ai đi đâu cũng sợ, trong súng luôn luôn có xe, bởi vì sợ người khác uy hiếp mình. Hả? Sao? Trong súng có xe à? Trong xe có súng, xin lỗi. Hôm vừa rồi, giả vờ để nói cho quý bà chị em cười đấy. Cho con Trang pháo tay đi để cho đỡ quê. Hôm vừa rồi con đến giảng ở một giáo xứ kia, ở một tiểu bang kia. Cô chú đó có một cái tiệm convenience store.
xin cha đến nhà con chơi. Con vừa bước vô trong nhà thôi, ba khẩu súng lớn để ở ba góc. Sáng hôm sau, mời cha đi ăn IHOP với chúng con, có đứa con gái đầu nó cũng đi. Thế là vô thì con thấy cái áo khoác của nó cứ chìa lên. Con bảo cái gì vậy con? Súng chà. Cách đây 10 năm, chú có một đứa con mới có 10 tuổi hay 8 tuổi. Lúc đó gia đình có một cây xăng và có cái tiệm convenience store. Hai bố con đang ở trong tiệm, nó vô nó cua một phát, thằng con chết. Ông bố may quá mà sụp xuống được. Bây giờ trong gia đình 6 đứa con đi đâu cũng đeo súng. Có một đứa con làm giáo lý viên nhá, nó đi dạy giáo lý cho các em, nó cũng đeo súng. Hôm vừa rồi cũng vậy, con đến một cái chỗ kia mà người ta làm gà, người ta làm chạy gà đấy. 99%, như các anh đó nói với con, 99% dân số trong cái khu vực này đều có súng hết chẳng. Đấy, kính thưa quý bạn chị em, sự khôn ngoan của con người ngày hôm nay. Và chúng ta phải để ý vô cùng về những cái game mà con cái chúng ta đang chơi. Dễ lắm, phải không? Nó in vào đầu mình đấy này. Trong cái game đó khi nào cũng bắn hết. Bam, 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 bam. Và cảm thấy khoái chí khi giết được một ai đó. Có dễ không khi mà từ cái game đó mà khi đó một cái thực tế trong đời sống là súng chúng ta về, chúng ta để hơi khơi 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 đó. Mở cốp xe ra, có người đi qua thăm con, đi qua đền thánh, sau đó đi qua bên chở từ Philadelphia đi qua New York chơi. Thế là con ngồi bên passenger seat á. Thế là bỏ cái mũ len, mở cái cốp ra để bỏ cái mũ, sợ hết hồn. Súng to thì to nằm trong đó. Cho nên quý ông bà và anh chị em phải thực sự để ý đến con cái của mình ngang qua những cái game mà con cái mình chơi. Cho nên ma quỷ hôm nay nó rất khôn ngoan. Nó cài vào đó, nó cài vào đó, nó cài vào đó và nó để sẵn đó như là súng lên đạn vậy. Sự khôn ngoan của con người hôm nay là gì nữa vậy? Là đủ các loại thuốc tránh thai, phá thai, nhưng cuối cùng nó phá đi luôn cái sự sống trong tâm hồn của con người. Sự khôn ngoan của con người hôm nay là gì vậy? Khi người ta công nhận cho những lối sống vô luân, đồng tính coi như một sự, coi như đồng tính rồi đủ các thứ loại khác mà lại coi đó như một sự tiến bộ của một nền văn minh sự chết. Rồi sự khôn ngoan của con người sành điệu ngày hôm nay là gì vậy? Chú dựng nên một thân thể tốt đẹp như thế này, cuối cùng nó đi xiên chỗ này, nó xỏ chỗ khác, nó xăm chỗ này, nó trổ chỗ khác, để rồi nhìn không còn ra người nữa. Quý bạn xem lên YouTube đấy mà coi, có những người người ta xẻ lưỡi nhìn không thể nào tưởng tượng nổi, đeo cả sừng luôn, nó cài những cái gì vào trong đầu nó cục, và lại rất tự hào là bởi vì cho rằng mình rất hãnh diện. Con người ta hôm nay người ta yêu cái đau khổ. Ai đó mà càng hành hạ thân xác mình thì người ta lại càng tự hào với những người bạn của nó. Cho nên quả đúng như lời Chúa nói qua Thánh Phaolô vậy, Thiên Chúa đã lại không để cho sự khôn ngoan của thế gian ra điên rồ đó sao? Thật vậy, thế gian đã không dùng sự khôn ngoan mà nhận biết Thiên Chúa ở những nơi mà Thiên Chúa biểu lộ sự khôn ngoan của người. Cho nên Thiên Chúa đã muốn dùng lời rao giảng điên rồ để cứu lấy những người tin. Và sự điên rồ đó là Chúa chúng ta. Chúa nói tiếp qua miệng Thánh Phaolô rằng, trong khi người Do Thái đòi hỏi những điềm thiêng dấu lạ, còn người Hy Lạp tìm kiếm lẽ khôn ngoan, thì chúng tôi lại rao giảng một Đấng Kitô bị đóng đinh, điều mà người Do Thái coi là ô nhục, không thể chấp nhận và dân ngoại coi là điên rồ. Nhưng đối với những ai được Thiên Chúa kêu gọi, cho dù là Do Thái hay Hy Lạp, Đấng ấy chính là Đức Kitô, sức mạnh và sự khôn ngoan của Thiên Chúa. Chưa hết, vì cái điên rồ của Thiên Chúa còn hơn cái khôn ngoan của loài người, và cái yếu đuối của Thiên Chúa còn hơn cái mạnh mẽ của loài người. Kính thưa quý bà và anh chị em, thế giới chúng ta đang sống hôm nay, chúng ta cần lắm sự khôn ngoan. Khôn ngoan cho chính mình, cho bản thân mình, cho gia đình mình. Cần lắm sự khôn ngoan để chúng ta được cứu khỏi những vấn đề rất thực tế của chúng ta hôm nay. Và đâu là sự khôn ngoan và ơn cứu độ cho chúng ta? Đâu là câu trả lời cho những vấn nạn của thế giới, của đất nước, của gia đình, của bản thân chúng ta hôm nay đây? Hãy nhìn lên trên thập giá của Chúa kia và hãy đứng trên thập giá của Ngài mà nhìn vào người. Nhìn lên trên thập giá, chúng ta thấy gì? Chúng ta thấy rất nhiều thứ.
Bây giờ xin quý mạnh chị em coi qua cái đoạn này để chúng ta thấy được những thứ gì. Chúng ta thấy gì? Chúng ta thấy bằng chứng rất rõ về tội lỗi của nhân loại hôm nay. Nơi thập giá của Chúa chúng ta, tội lỗi đã đạt đến đỉnh điểm của nó rồi. Và một cảnh tượng tội lỗi hãi hùng nhất trong lịch sử nhân loại này xảy ra trên đồi Golgotha năm ấy. Nơi thập giá, ta không còn thấy tội lỗi nào có thể đen tối và hãi hùng hơn như vậy nữa. Nơi thập giá, chúng ta thấy tâm can của con người bị lột trần ra và sự gian ác của nó bị phơi bày một cách trần trụi. Và Kinh Thánh đã từng đề cập đến rằng tâm can con người vô cùng hiểm ác. Tâm can con người vô cùng hiểm ác. Cho nên có nhiều người nói rằng nếu mà Chúa Giêsu trở lại một lần thứ hai, nếu Chúa Giêsu trở lại cũng nhập thế vào trong thân phận con người của chúng ta một lần thứ hai, chắc có lẽ là Chúa sẽ không bị đóng đinh như vậy đâu. Và có lẽ con người của chúng ta sẽ đón tiếp Ngài một cách nồng hậu hơn. Có như vậy không, kính thưa quý bà anh chị em? Quý bà anh chị em có nghĩ như vậy không? Chúa vẫn đang đến với con người hôm nay, nơi lời của Ngài mà chúng ta vẫn nghe, nó chạy từ tai này qua tai bên kia. Chúa vẫn đang đến và chờ đợi chúng ta nơi các thánh lễ, trong các nhà tạm, và nhiều khi chúng ta vẫn khinh thường và lơ đãng Chúa. Chúa vẫn đang đến với chúng ta, sống giữa chúng ta với các nhu cầu của anh chị em chúng ta, những con người nghèo khổ mà chúng ta vẫn bước qua. Cho nên con trộm nghĩ rằng nếu Chúa đến, nếu Chúa Giêsu đến giống như cách đây 2000 năm mà Ngài đến và Ngài vạch trần những hệ thống tội lỗi của xã hội hôm nay và của cả chúng ta nữa, thì không khéo con người ngày hôm nay còn đóng đinh Ngài ghê gớm hơn ngày xưa. Đóng đinh Ngài ghê gớm hơn ngày xưa, bởi vì tội lỗi của nhân loại hôm nay càng ngày càng kinh khủng. Vậy thì tội lỗi của con người ngày hôm nay càng ngày càng kinh khủng như thế nào? Và tội lỗi đó ở nơi chúng ta như thế nào để chúng ta có thể có niềm hy vọng nơi thập giá của Chúa? Xin quý mạnh chị em ra ngoài nghỉ một chát, nghỉ một lát, chứ làm cho mọi người sợ quá rồi. Ra ngoài ăn uống nghỉ một lát rồi xin vòng lại, đừng ai về, bởi vì cái đoạn sau này mới là điều quan trọng. Xin cảm ơn. Xin mời quý bà chị em chúng ta trở về. Hết thức ăn rồi. Hết thức ăn rồi, xin trở về chỗ. Rồi bây giờ xin quý bạn xem lấy lại cái tờ giấy hát hồi nãy đó. Chúng ta cùng hát lại nha. Niềm tự hào của tôi là Thánh Giá Chúa tôi. Niềm tự hào của tôi là vác Thánh Giá đi mỗi ngày hai chung.
Niềm tự hào của tôi là niềm tự hào của tôi. Rồi bây giờ chúng ta đổi lại nha. Niềm tự hào của anh là thánh giá Chúa anh. Niềm tự hào của anh là vác thánh giá. Sau đó vỗ vỗ người bên cạnh mình đó, vợ mình hay chồng mình, đi lên mỗi ngày. Rồi chúng ta cùng hát nha. Niềm tự hào hai chung. Niềm tự hào của tôi là thánh giá Chúa tôi. Niềm tự hào của tôi là vác thánh giá đi lên mỗi ngày. Đổi lại thành em nha. Niềm tự hào của em là thánh giá Chúa em. Niềm tự hào của em là vác thánh giá đi lên mỗi ngày. Rồi, kính thưa quý ông bà và anh chị em, chắc là chúng ta nghe cái câu chuyện đó rồi phải không? Có một anh đó hôm đó đi xưng tội về, tự nhiên chạy vô bếp, hôn bát chụt 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 chụt. Thế là bảo cái ông này, già rồi còn không nên nết. Bình thường có gì mà hôm nay tự nhiên sao lại làm như vậy? Thế là ông nói sao? Hôm nay tôi đi xưng tội, cha giải tội ra việc đền tội rằng về nhà hôn thập giá của tôi. Cho nên hôm nay tôi hôn thập giá của tôi như vậy đấy. Vâng, kính thưa quý ông bà và anh chị em, như hồi nãy cái đoạn video mà chúng ta vừa coi đó, khi mà chúng ta nhìn lên thập giá của Chúa, chúng ta thấy gì nơi đó vậy? Trong dinh Phi-la-tô, dân chúng la to lên rằng đóng đinh nó vào thập giá đi. Vậy thì những cái người mà người ta la to lên như vậy đó, cái đám đông này họ là ai vậy? Họ là ai vậy? Thưa, họ là những người đã từng chứng kiến những phép lạ Chúa Giêsu làm, là những người đã từng mở tròn mắt ra khi mà ngạc nhiên về những gì mà Chúa Giêsu rao giảng. Những người này là ai vậy? Những người này là những người đã từng nhìn thấy Chúa Giêsu dẹp sóng yên biển lặng. Họ từng trầm trồ khen ngợi khi thấy Chúa Giêsu cho những người chết sống lại, những người què đi được, những người mù thấy được, những người phong hủi được chữa lành. Và mới đây thôi, những kẻ thù ơn bây giờ đã la ó đóng đinh Chúa vào thập giá. Và có lẽ, kính thưa quý bà và anh chị em, trong kinh nghiệm thực tế của chúng ta, những con người ấy, cái đám đông này, nó cũng không xa lạ gì với kinh nghiệm cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Bởi vì nếu chúng ta cứ cẩn thận mà nhìn lại thì thấy rất là rõ, mới đó thôi còn mặn nồng, tay ấp gối êm, vậy mà bây giờ đã đành tâm phản bội nhau, gây cho nhau những vết thương thực sự tê tái. Mới ngày nào đó thôi nó còn bé bỏng dễ thương, nói gì cũng nghe, vậy mà bây giờ nó có những cái thái độ, câu nói làm cho cha mẹ cực lòng vô cùng. Mới đó thôi nó còn thưa thớt nói cười chị em, vậy mà bây giờ nó lại đi nói xấu mình, dựng chuyện cho mình. Nhớ lúc đó còn khó khăn, nó mới qua bên này mình cứu mang nó, vậy mà bây giờ vững vàng được một chút nó bắn đứng mình. Có không những kinh nghiệm như vậy quý bà chị em? Có không? Vậy do đâu có những tiếng la ó đóng đinh Chúa như vậy? Do đâu lại có sự phẫn nộ độc ác đến như vậy? Thưa, câu trả lời đó là nơi tâm can con người của mỗi chúng ta. Và cái bản chất độc ác của con người không đổi cho đến khi con người biết quay vào chính linh hồn của mình đây. Trở lại với tâm hồn của mình, trở lại với cái tâm can của mình đây. Giữa đám đông lo á, gọi là giữa cái đám đông la ó đó, hung hãn vẫn còn đó. Cho nên khi chúng ta nhìn lên thập giá của Chúa, chúng ta vẫn nghe thấy cái phần của chúng ta, bởi vì cách nào đó chúng ta là nạn nhân của những chuyện đó, hoặc là chúng ta là những người gây ra những điều đó cho những người khác. Nhưng hình như ít ai nhận ra rằng những cái đau khổ mà chúng ta đang gánh vác, nơi đó Chúa đang gánh vác với chính chúng ta.
Ai trong chúng ta cũng có những thập giá lớn nhỏ, những đau khổ, những bầm dập của phận người. Nhưng mà thường đó, thì ai trong chúng ta cũng muốn loại bỏ nó hết, phải không? Không ai muốn thập giá cả, không ai muốn đau khổ cả. Nhưng mà chúng ta có biết rằng, chính những cái đau khổ đó, nó lại bảo vệ chúng ta khỏi những cái nguy hiểm lớn hơn. Chính những cái đau khổ đó, chúng ta mới có thể hiểu được một chút nào đó sự đau khổ của Chúa chúng ta trên thập giá kia. Như con nói, Thiên Chúa của chúng ta, Ngài đâu cần phải chịu đau khổ như vậy. Ngài đau khổ như vậy là cho mỗi chúng ta. Cho nên thập giá của Chúa thực sự là niềm tự hào cho chúng ta. Bởi vì những gì Chúa của chúng ta đã trải qua để cho chúng ta một cái giá, một cái giá mới. Nhưng mà nhiều khi mình không để ý, mình giữ đạo mà những cái tinh tuyền của đạo, những cái mà có giá trị để nâng mình lên thì mình chẳng có thấu nghiệm gì cả. Cho nên cuộc sống của chúng ta đôi khi giữ đạo lại làm cho chúng ta mệt mỏi. Vậy thì kính thưa quý ông bà và anh chị em, nếu hôm qua con nói có ba thứ cám dỗ mà ngày hôm nay nó làm cho con người ta sống dở chết dở. Cái cám dỗ thứ nhất mà Chúa Giêsu chính Ngài cũng đã trải qua là cám dỗ về gì? Về xác thịt, về kiêu hãnh. Như vậy thì nếu không có những đau khổ về thân xác, nếu không bị ung thư, nếu không bị Covid, nếu không bị đau chỗ này, đau chỗ khác, đau chỗ kia, thì những cái kiêu hãnh của chúng ta nó vẫn làm cho chúng ta còn đau khổ hơn là cái đau khổ của thân xác. Nếu không có những đau khổ về mất mát, về sự phản bội, về chia ly, thì con người ta vẫn bị lòng tham chi phối. Phải không? Nếu không có những vấp váp, những sa ngã về tội lụy của chúng ta, thì con người vẫn không bao giờ có thể kinh nghiệm được sự nhân lành, sự kiên nhẫn và nhất là lòng thương xót của Thiên Chúa. Đau khổ thân xác, mất mát, chia ly, phản bội, rồi muôn vàn đau khổ tội lỗi khác do tội mình gây ra hoặc là do chúng ta gây ra cho nhau, lại chẳng phải là những thập giá mà chúng ta đang mang vác sao? Chúa không trao thập giá cho ai cả, kính thưa quý bà và anh chị em. Cho nên chúng ta đừng nói là ồ, thập giá Chúa trao ráng mà vác đi. Chúa không bao giờ trao thập giá cho ai cả. Thập giá, người ta nói những đau khổ trong đời của chúng ta, thập giá trong đời của chúng ta 99% là chúng ta tự tạo ra cho nhau. Là cha là mẹ, có bao giờ chúng ta muốn cho con mình phải vác thập giá không? Là cha là mẹ, có bao giờ chúng ta muốn cho con mình phải đau khổ không? Vậy mà chúng ta lại đành tâm nói là Chúa trao thập giá cho con. Không, Chúa đến để Chúa vác thập giá cho chúng ta. Cho nên đừng nói rằng Chúa trao thập giá cho con. Đấy, vậy thì Chúa không bao giờ trao đau khổ cho ai. Nhưng mà tại vì chúng ta là những con người ngu dại, chúng ta tạo ra những thập giá cho nhau, thì Chúa đến để Chúa vác lấy thập giá để nâng chúng ta lên. Và chỉ khi chúng ta chung chia thập giá với Chúa thì cuộc đời của chúng ta sẽ nhẹ nhàng thanh thoát thôi. Quý bạn chị em thử nghĩ xem, cha phó kìa, cha xứ kìa, bản thân con đây, hoặc các sơ sống trong đời sống tu trì, chúng con có thập giá không? Chắc chắn là có chứ, phải không? Có thập giá chứ. Thập giá đó là đời sống cộng đoàn, đó là cái đời sống mà mình phải sống làm sao đó cho đúng ơn gọi là một linh mục. Cái thân xác này, cái yếu đuối này nó vẫn còn đó chứ. Và chúng con phải cố gắng mỗi ngày để làm gì? Để trung thành với điều Chúa đã mời gọi, Chúa đã trao cho mình. Và cái sự trung thành đó nó tạo nên một thập giá. Chứ còn nếu mà một linh mục mà cứ thoải mái như người ta đi đêm đến 2-3 giờ sáng mới về, rồi muốn uống gì thì uống, muốn làm gì thì làm, đi casino đến sáng mai mới về, thì thập giá ở đâu? Nhiều khi cũng là thập giá đó, nhưng mà thập giá nợ nần. Phải không? Cũng là thập giá đó, nhưng mà là thập giá bị họ nói cho. Không tu rồi mà còn không tu cho đàng hoàng. Chứ còn nếu mà mình thực sự mình trung thành với Chúa, thì đó, chính những cái thập giá đó là cái cơ hội để chúng ta tỏ cái lòng của chúng ta ra với Thiên Chúa. Vậy thì kính thưa quý ông bà và anh chị em, thập giá cuộc đời của chúng ta luôn còn đó. Nhưng có một điều kiện, đó là chúng ta phải tha thứ cho những ai gây ra thập giá cho mình, thì chúng ta mới có sức mạnh mà tiếp tục mang vác thập giá của mình.
thập giá của chúng ta nó sẽ theo chúng ta cho đến khi chúng ta xuống lỗ. Nhưng mà cái nguy hiểm đó là nhiều khi mình không tha thứ. Mình không tha thứ, cho nên cái không tha thứ đó nó làm cho chúng ta vô cùng mệt mỏi khi mà phải mang vác những cái đau khổ trong đời của chúng ta. Còn khi mà chúng ta đã tha thứ rồi và những cái đau khổ, những cái bế tắc, những cái gì đó nó vẫn đến trong đời của chúng ta, thì chúng ta có một niềm vui, có một sức mạnh. Và lúc đó chúng ta cũng có sự kiên nhẫn để mà chúng ta có thể mang vác thập giá với Chúa. Vậy thì chính sự hận thù, chính sự ghen ghét và không tha thứ làm cho thập giá của chúng ta ra nặng nề. Và cái đó có lẽ là cái thập giá vô hình nặng nề nhất. Nặng nề nhất. Vậy thì hãy tha thứ để kẻ thù của chúng ta phải thất bại. Hãy tha thứ để kẻ thù của chúng ta phải thất bại. Kẻ thù của chúng ta ở đây không phải là người chồng, người vợ của mình đâu, mà là ma quỷ. Hãy tha thứ để chúng ta còn có sức mạnh mà vác cái thập giá lớn hơn. Bởi vì đôi khi chúng ta được tạo dựng đâu có chỉ gánh vác tội lụy của mình, mà chúng ta còn được cùng với Chúa gánh vác cả tội lụy của nhân loại này, của những người khác nữa. Đấy, vậy thì kính thưa quý bà và anh chị em, sứ điệp mùa chay là sám hối. Sám hối để được tha thứ, nhưng sám hối cũng bao gồm việc tha thứ cho người khác. Bởi nếu một mặt ta nhận ra tội lỗi của mình, nhưng mặt khác ta không biết tha thứ, thì việc sám hối kể là vô ích. Vậy thì trong chúng ta đây có ai không có ai đó để mà tha thứ không? Hoặc là hiện tại, hoặc là những chuyện đã qua ở quá khứ. Có ai trong chúng ta đây thanh thản đến mức độ mà không có ai đó để mình phải tha thứ cho họ không? Có ai đó trong chúng ta đang ngồi đây mà mình không từng ghét một ai đó không? Đấy, vậy thì chắc chắn ai trong chúng ta đây cũng có những vết thương lòng, những vết thương mà do tự mình gây ra cho mình, hoặc người khác gây ra cho mình, hoặc đôi khi mình đổ lỗi cho cả Thiên Chúa nữa, cho cả Thiên Chúa nữa. Những vết thương ẩn sâu kín trong lòng chúng ta mà chúng ta không thể kể với ai cả, để rồi một lần nghĩ đến nó, mỗi lần bị đụng đến là ruột gan của chúng ta bị dằn vặt đau khổ, vì ta chưa thể giao hòa thực sự với Thiên Chúa, thực sự tha thứ cho tha nhân, và đôi khi chưa thực sự tha thứ cho chính mình. Cái tha thứ mà khó nhất đó, kính thưa quý bà và anh chị em, là tha thứ cho chính mình. Thiên Chúa đã tha thứ cho chúng ta hết rồi. Máu của Chúa đã đổ ra, giá trị thập giá của Chúa đã cứu chúng ta rồi, phần còn lại ở chúng ta. Cho nên hôm nay trong cái giờ sám hối này, trong giây phút này đây, xin Chúa Giêsu thổi thần khí của Ngài vào trong sâu thẳm cõi lòng của chúng ta, để chữa lành những vết thương ấy cho chúng ta. Và nhất là xin Chúa Thánh Thần giúp ta nói lên lời tha thứ thực lòng, để tâm hồn của chúng ta được chữa lành, để sự bình an ở lại với chúng ta trong cái mùa phục sinh này, và để những ngày sống còn lại của cuộc đời chúng ta là chuỗi ngày của bình an, của vui tươi, của hạnh phúc, mặc dù chúng ta vẫn phải mang vác thập giá của đời mình. Và lúc đó thập giá sẽ không còn là sự nặng nề nữa, bởi vì chúng ta biết thập giá, ngang qua thập giá cũng giống như là cục đất sét vậy, ngang qua việc nhào nặn của Thiên Chúa, một ngày nào đó linh hồn của chúng ta thật tuyệt đẹp, trở thành một tuyệt tác, thì lúc đó chúng ta mới xứng với cái tuyệt vời, tuyệt hảo của Thiên Chúa được. Bởi vì Thiên Chúa là đấng thiện hảo, tốt lành. Cho nên chúng ta không thể nào cùng một lúc mà hợp với Ngài được, không cùng một lúc mà chúng ta có thể nhảy vào thiên đàng được. Cho nên chính những cái đau khổ cuộc đời của chúng ta đang mang vác là cái thanh luyện chúng ta. Chúng ta chỉ là một cục đất sét thôi, chúng ta được tạo dựng từ hư vô, từ hư không, nhưng mà chúng ta sẽ tồn tại đời đời mãi mãi. Vậy thì cái cục đất sét này, cái nhúm đất sét này đang được đào luyện đấy, và những cái đau khổ của chúng ta Thiên Chúa đã trả rồi, Thiên Chúa đã nâng chúng ta lên rồi. Cho nên hãy tập nhìn lên thập giá của Chúa, yêu mến thập giá của Ngài, suy gẫm về cuộc đời của Ngài, nhìn sâu vào đôi mắt của Ngài trên thập giá, để noi gương Thánh Gioan Newman, cuộc khổ nạn của Chúa Kitô trở nên sức mạnh cho con. Nơi đó con cảm thấy con được yêu thương không còn gì bằng, và nơi đó chúng ta có sức mạnh. Còn bằng không, cuộc sống ngày hôm nay, sự giận ghét mỗi ngày một chút, mỗi ngày một chút, nó đè chúng ta xuống. Để rồi khi nhắm mắt xuôi tay, có người cũng nhắm mắt không nổi, vuốt mắt mà cũng không chịu nhắm nữa đấy.
Và đó là một sự thật, kính thưa quý bà và anh chị em. Cho nên trong cái giây phút này, xin Chúa Thánh Thần giúp chúng ta nói lên lời tha thứ thực lòng. Ít nhất ngày hôm nay, trong lúc này, khi con hướng dẫn quý bà và anh chị em, quý bà và anh chị em phải nói những cái điều mà Chúa Thánh Thần soi sáng trong lòng của chúng ta. Để chúng ta có ai đó mà mình không tha thứ đó, thì lúc đó nói bằng miệng của mình, trong lòng của mình: tôi tha thứ cho anh, tôi tha thứ cho chị, con tha thứ cho mẹ, con tha thứ cho bà, con tha thứ cho cái người nào đó mà con đã từng nói con không bao giờ tha thứ. Vậy thì ít nhất chúng ta nói, và rồi trong cái hành động cụ thể của chúng ta, sau giờ tĩnh tâm này, thét cho họ một cái, gọi cho họ một cú điện thoại, thì những cái cục đá nặng nề trong lòng của quý bà anh chị em, những vết thương trong lòng của quý bà và anh chị em sẽ được chữa lành. Bởi vì lúc đó không phải chúng ta nữa, mà chúng ta đã mở ra, thì ơn thánh của Chúa sẽ chữa lành cho chúng ta. Giờ đây xin mời cộng đoàn của chúng ta cùng quỳ gối và xin Chúa giúp chúng ta nói lên lời tha thứ tận sâu thẳm cõi lòng của chúng ta. Và sau đó con sẽ rảy nước phép trên chúng ta để xin nước phép của Chúa thanh tẩy chúng ta từ trong tâm hồn. Những vết thương ẩn sâu kín trong lòng mà ta không kể với bất cứ ai. Để rồi mỗi lần nghĩ đến, mỗi lần bị đụng đến lại làm ruột gan chúng ta dằn vặt đau khổ. Chỉ vì chúng ta chưa thể giao hòa thực sự với Thiên Chúa, chưa thực lòng tha thứ cho bản thân và cho tha nhân. Hôm nay trong giờ sám hối này, chúng ta xin Thánh Thần của Chúa, xin Chúa Giêsu thổi thần khí của Ngài vào sâu thẳm cõi lòng chúng ta, chữa lành những vết thương ấy cho ta. Xin Chúa Thánh Thần giúp ta nói lên lời tha thứ thực lòng ta, để tâm hồn của ta được chữa lành, để sự bình an ở lại với ta trong mùa phục sinh này, và để những ngày sống của chúng ta là chuỗi ngày của hạnh phúc và vui tươi. Lạy Chúa Giêsu, hôm nay con quỳ trước mặt Chúa đây. Xin Chúa ban Thánh Thần đến với cõi lòng chúng con. Xin chữa lành những vết thương đau đớn trong lòng con, để con hết lòng tha thứ cho chính con và mọi người. Con biết Chúa sẽ ban cho con sức mạnh để tha thứ. Con cảm ơn Chúa vì Chúa yêu con hơn con yêu chính mình và muốn con hạnh phúc hơn cả con tự ước ao cho mình. Lạy Thiên Chúa Cha là Cha của con xin được làm hòa cùng Cha vì những thời gian đau buồn đã xảy ra trong gia đình con, những thời gian lao nhọc, túng bấn. Có lúc con đã từng nghĩ Cha trừng phạt chúng con, như người ta nói, đó là ý Chúa. Và con trở nên nhỏ nhen, tức giận Cha. Hôm nay, con xin Cha tẩy sạch lòng trí của con, sự giận ghét Cha trong tâm hồn con. Lạy Chúa Giêsu, con tha thứ cho con về những tội con phạm, những khuyết điểm con mắc và những sai lầm con đã gây ra. Con tha thứ cho tất cả những xấu xa mà con đã suy nghĩ, đã nói và đã làm. Con từ bỏ mọi mê tín. Con xin chọn Chúa, chỉ mình Chúa là Chúa, là đấng cứu độ con. Trong giây phút này đây, xin Chúa đổ tràn đầy thần khí của Ngài trên con. Hơn nữa, con tha thứ cho những lần con xúc phạm đến danh Chúa, không thờ phượng Chúa trong hội thánh hết mình. Con cũng tha thứ cho những lần con đã gây đau đớn cho cha mẹ con bằng rượu chè,
những lần con lỗi đức trong sạch, xem sách và phim ảnh xấu, thông dâm, ngoại tình, đồng tình luyến ái. Vì Chúa đã tha thứ nên hôm nay con tha thứ cho con. Con cũng tha thứ cho con về các tội phá thai, ăn cắp, nói dối, lừa đảo, làm tổn thương danh dự người khác. Lạy Chúa là Chúa Trời con, xin tái tạo lòng con được trở nên trong sạch. Lạy Chúa là Chúa Trời con, xin tái tạo lòng con được trở nên sạch trong. Lạy Chúa, con thực sự tha thứ cho mẹ con về tất cả những đau đớn bà đã gây ra cho con, những oán hờn, tức giận, những trừng phạt của bà trên con. Con tha thứ những lần bà nguyền rủa con là đồ câm, xấu xí, ngu đần, đứa con xấu xa, kẻ phung phí tiền của gia đình. Con cũng tha thứ cho những lần bà mắng con là đồ thừa, là gánh nặng, là kẻ sai lầm, là người mà bà không mong đợi. Con tha thứ cho ba con vì ông đã không nâng đỡ, thiếu yêu thương, không thích và không quan tâm đến con. Con tha thứ cho ông vì ông không cho con tình phụ tử. Ông say sưa cãi vã, bỏ rơi mẹ con và anh chị em con. Con tha thứ cho ông về những cách ông trừng phạt, bỏ đi, sống xa nhà, ly dị mẹ con, sống chung chạ với người phụ nữ khác. Chúa ơi, con lại tha thứ cho anh chị em của con. Con tha thứ cho những người khước từ con, vu khống con, ghét con, căm giận con, làm con đau khổ. Những người đang hại con, ganh tị vì ba mẹ yêu con hơn. Con tha thứ cho người đã khắt khe với con, trừng phạt con hoặc gây cho đời sống của con đầy bất chắc. Lạy Chúa là Chúa Trời con, xin tái tạo lòng con được trở nên trong sạch. Lạy Chúa là Chúa Trời của con, xin tái tạo lòng con được trở nên sạch trong. Lạy Chúa, con tha thứ cho người bạn đời con vì đã thiếu yêu thương, quý trọng, quan tâm, nâng đỡ, chăm sóc và tâm tình với con. Con tha thứ cho những lỗi lầm, sai sót, yếu đuối và tất cả những lời nói, việc làm của người bạn đời gây xáo trộn và đau khổ cho tâm hồn con. Lạy Thiên Chúa của con, xin giúp con tha thứ cho cha mẹ vợ, cha mẹ chồng là những người có liên quan đến cuộc hôn nhân của con, vì họ đã thay thế gia đình con mà lại thiếu yêu thương con. Con tha thứ cho những suy nghĩ, lời nói, việc làm và những điều vô tình họ đã gây tổn hại và làm con rất đau khổ. Xin Chúa giúp con tha thứ cho ông bà, cô cậu dì, chú bác, tất cả những người thân thuộc vì họ đã can thiệp thô bạo vào gia đình con, hẹp hòi với cha mẹ con vì họ đã gây hoang mang, nghi kỵ, khiến cha mẹ con chống lại nhau. Ôi Chúa Giêsu, xin giúp con tha thứ cho những người cộng tác vì họ đã gây khó khăn và bất hạnh cho con, vì họ cố tình không giúp con, gièm pha và không muốn hợp tác với con, vì họ muốn cướp công việc, công ăn việc làm của con. Chúa ơi, rồi cả những người hàng xóm nữa, con cũng cần phải tha thứ cho họ vì sự ồn ào, xả rác, không xích chó để chúng chạy lung tung, có thành kiến với lối sống của con. Con tha thứ cho họ.
Giờ đây con cũng tha thứ cho các linh mục, các tu sĩ, hội đồng giáo xứ, cha xứ, đức giám mục, đức thánh cha và cả hội thánh công giáo nữa. Vì đã thiếu nâng đỡ, nặng lời nhỏ nhặt, thiếu thân mật, không lo liệu cho con và gia đình con, không nhạy cảm với nhu cầu của con. Con tha thứ cho tất cả những gì họ đã giáng phạt gây đau khổ cho con và gia đình con. Lạy Chúa, con tha thứ cho các bạn con là những người làm con thất vọng, không giao tiếp với con, không nâng đỡ con, không có mặt khi con cần được giúp. Họ mượn tiền con mà không trả. Họ nói chuyện tầm phào về con. Họ nói xấu con, họ dựng chuyện cho con. Ôi Chúa Giêsu, con cầu nguyện đặc biệt vì con cần tha thứ cho một người đã làm đau khổ nhất cho cuộc đời của con. Con tha thứ cho người con đã xem là kẻ thù không đội trời chung, hay người con đã nói sẽ không bao giờ tha thứ. Xin Chúa giúp con tha thứ cho người đã lợi dụng con, phỉnh gạt tình yêu của con, đã gây cho con những vết thương chí tử, đã lừa dối và cướp đi cả tuổi thanh xuân của con. Xin Chúa xóa đi những vết thương lòng mà họ đã gây ra cho con. Lạy Chúa, con tha thứ cho tất cả những ai đã làm con đau khổ, vì Chúa đã tha thứ cho con. Từ nay, con sẽ cố gắng yêu họ bằng những hành động cụ thể. Con yêu họ vì chính Chúa cũng đã yêu họ. Lạy Chúa, con cũng xin lỗi tất cả mọi người vì đau khổ mà con đã đối xử tệ với họ, đặc biệt cha mẹ con, người bạn đời của con thành thật xin lỗi vì những đau khổ con đã giáng xuống trên họ. Cảm ơn Chúa Giêsu vì con đang được giải thoát khỏi tội không biết tha thứ. Ôi thần khí thánh của Chúa, xin hãy bao phủ con và xin cho những vùng tối trong tâm trí con được khai sáng. Chúa ơi, từ hôm nay, xin cho con biết sám hối luôn luôn, tha thứ luôn luôn, quay về với Chúa, nhìn lên Chúa, nhìn sâu vào trái tim của Chúa, và nhất là biết mạnh mẽ chạy đến với Chúa và tha nhân để xin tha thứ và nói lời tha thứ cho họ. Lạy Chúa Giêsu, giờ đây ngang qua việc rầy nước phép này, xin Chúa thực sự thanh tẩy tâm hồn chúng con.
ta dâng lên Chúa nghe qua lời truyền cầu của Thánh Gioan Newman, những ý nguyện xin của mỗi người chúng ta cũng như của cộng đoàn chúng ta đây. Đặc biệt chúng ta dâng lên Chúa cái dự tính xây dựng nhà thờ của chúng ta đây. Nghe qua lời truyền cầu của Thánh Gioan Newman, Ngài là một vị giám mục, Ngài đã xây rất nhiều các nhà thờ, 80 cái nhà thờ trong vòng 10 năm. Và nhất là Ngài xây dựng một cái nhà thờ cho người Ý đầu tiên trên đất nước Mỹ này. Xin Ngài cầu bầu để dự tính của chúng ta một lòng một ý, một đức tin, một lòng yêu mến dành cho giáo hội, dành cho Chúa, dành cho thế hệ tương lai, mà chúng ta hợp nhất với nhau, hợp nhất với cha xứ, với ban hội đồng mục vụ. Và xin Chúa chúc lành để mọi chuyện được tiến triển tốt đẹp và được kết thúc tốt đẹp trong sự tốt lành của Thiên Chúa. Xin cho chúng con biết đón nhận tất cả những gì Chúa gửi đến với lòng biết ơn sâu xa chân thành. Chúng con tạ ơn Chúa, tôn vinh Chúa. Chúng con muốn nên một với Chúa luôn mãi. Chúng ta dâng lên Chúa những đau ốm bệnh tật, thể xác, tâm lý cũng như linh hồn chúng ta. Đặc biệt cho những người đang đau ốm trong cộng đoàn, trong giáo xứ của chúng ta đây, xin Chúa ban ơn chữa lành. Và nhất là khi chúng ta đã nhận được ơn chữa lành rồi, thì xin Chúa ban cho đức tin của chúng ta được trở nên mạnh mẽ hơn và làm chứng cho Chúa trong cuộc sống này. Lạy Chúa chúng con tôn thờ Chúa là đấng uy nghiêm tốt lành. Với tất cả tâm hồn của chúng con cảm tạ Chúa vì muôn hồng ân cao cả mà Chúa đã tuôn đổ xuống trên tôi tớ trung thành của Chúa. Thánh Gioan Newman, xin Chúa cùng tôn dương Ngài trên trần thế này. Chúng con khấn nài xin Chúa ban cho chúng con ơn mà chúng con khiêm tôn nài xin từ lòng xót thương của Cha trên trời. Amen. Đặc biệt là mẫu xương này của Ngài vẫn còn tùy chúng ta tiếp cận, chúng ta nhìn thấy trời tuyệt vời. Đó là một phép lạ rồi, không cần phải nói gì nữa. Vậy thì sau buổi này ai cũng ở lại để cùng nguyện riêng với Ngài, xin thánh của Ngài còn ở đây. Người sau cùng, sau khi xong rồi, qua bên kia đối diện nhà của con, bên kia gõ cửa nó chai xong rồi, và con qua một cách đi thôi. Ai cũng cần bảo lo chuẩn bị. Và xin quý bạn trẻ khi ra về đó, những cái gì ra của quý bạn trẻ em đang vô đó, xin vui lòng. Và chúng con có món quà, anh chủ tịch đại diện giáo xứ xin có món quà tặng kính biếu cha. Xin cha vui lòng nhận. Kính thưa quý bà và anh chị em, con cũng rất là vui lần này được cha chánh xứ cho con có cơ hội về đây để chia sẻ với quý ông bà và anh chị em những cái thao thức, những cái điều mà con nghĩ rằng rất cần thiết cho chúng ta. Thực sự con đi đâu á là bởi vì người ta đến, không phải vì con đâu, vì ông Thánh Gioan Newman, nhưng phải vì con đó. Mà thực sự Ngài rất là thiêng, Ngài làm rất là nhiều những điều lạ lùng cho những ai mà thành khẩn cầu nguyện với Ngài. Và chắc có lẽ không chỉ có Thánh Gioan Newman và có mẹ Maria hàng cứu giúp nữa. Chúng ta thấy cái bức ảnh trong bức tường kia kìa, đó là nhà dòng gửi đến để tặng giáo xứ, và Đức Mẹ sẽ ở lại với quý ông bà anh chị em. Và nhà dòng đi giảng tĩnh tâm ở đâu thì thường gửi Đức Mẹ đến trước để Đức Mẹ dọn đường, dọn lòng của quý ông bà anh chị em, và rồi có Thánh Gioan Newman, có Đức Mẹ Maria hàng cứu giúp, còn chỉ có tí thôi, còn thua gì hết nha. Xin quý ông bà anh chị em tiếp tục yêu mến mẹ Maria hàng cứu giúp, cầu nguyện với Thánh Gioan Newman, và nhất là đừng quên những gì Chúa đã làm cho chúng ta. Đừng lãng quên bao kỳ công Chúa đã làm. Đừng lãng quên bao ơn lành Chúa đã ban. Mà mình là mình hay bị bệnh quên lắm ấy nhỉ. Vậy chứ lát nữa đang ở kia là quên hết tiệt, nhớ gì hết. Ba cái bài hát mà con cố gắng giúp cho quý bạn chị em đừng có làm mất, về cố gắng hát đi hát lại với nhau thì chúng ta sẽ nhớ được những gì chúng ta chia sẻ với nhau. Bây giờ đây xin Thánh Gioan Newman chúc lành cho chúng ta. Con xin chúc lành chung. Rồi nếu mà ai đó mà cần chúc lành riêng thì xếp bốn hàng lên đây. Rồi chúng ta cầu nguyện với Ngài tiếp tục. Hoặc là đi ra về thì các anh trong hội đồng mục vụ sẽ phát cho mỗi gia đình một ảnh Đức Mẹ cứu giúp và một ảnh Thánh Gioan Newman. Rồi chúng ta mang về nhà và tiếp tục kiên nhẫn cầu nguyện với Ngài. Con nói chắc chắn, không trúng đầu thì cũng trúng tài. Chúa ở cùng anh chị em.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho tất cả chúng ta và ở lại cùng chúng ta luôn mãi. Amen. Lạy Đức Mẹ hằng cứu giúp. Lạy Thánh Gioan Newman. Chúc lành các cụ thì ngồi sẵn đi, con chúc lành luôn. Lạy Chúa ngang qua lời truyền cầu của Thánh Gioan Newman, xin Thiên Chúa tuôn đổ muôn phúc lành chung trên tâm hồn của ông bà đây. Xin giữ luôn đêm ngày. Xin giữ
Chúa đưa con về. Xin dâng lời cảm ơn Chúa cho con trời mới bên người, đường đời con đổi mới, con sẽ ca ngợi lòng thương xót Chúa đến muôn muôn đời. Đời đời người đã thương con, đời đời người vẫn thương con, thương con như gà mẹ ủ ấp con dưới cánh. Chúa thương yêu ấp ủ con đêm ngày. Hồng ân Chúa đưa con về.